anh cha si la ni dạ cha má bạch ngài, chúng con xin thọ trì tam y già ngũ giới nơi tam bảo để vân dự hành theo cho được sự lợi ích. Tu ti dầm bi ma văn phàn tê quy sung quy sung rakhanatha yati sarane nasa bành cha si la ni dạ cha ma. Bạch ngài, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân dự hành theo cho được sự lợi ích. Lần thứ nhì, ta ti dầm bi ma văn phàn tê ti quy sung rakhanatha yati sarane nasa bành cha si la ni dạ cha ma. Bạch ngài, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân dự hành theo cho được sự lợi ích. Lần thứ ba, nam mô bổn thầy, nam mô tham gia, nam mô sân khai. Trước tiên kính lễ chư tôn thiện đức tăng, trong những nick name mà chúng tôi không được rõ, chào quý ni sư, quý cô tu nữ, mình chào chị Meta, chị Thiên Lạc, đạo hữu lắng nghe, huynh kinh, đạo hữu tam quý, chị ca chân đạo, chị ca 1116, chị Kim, đạo hữu can C, chị Thi Lâm, chị Liên Hoa. Xin được thay mặt chư tăng truyền tâm quy của ngũ giới đến đạo tràng pháp hội. Bụt đăng sa lăng ga chế hà mi, con đem lên lòng thành kính xin quy Phật. Đắc mong sa lăng ga chế hà mi, con đem lên lòng thành kính xin quy Phật. Sẵn khẳng sa lăng ga chế hà mi, con đem lên lòng thành kính xin quy tăng. Đức đi âm vi vô đăng sa lăng ga chế hà mi, con đem lên lòng thành kính xin quy Phật. Lần thứ nhì, đức đi âm vi đắc mong sa lăng ga chế hà mi, con em lòng thành kính xin quy pháp. Lần thứ nhì, đức tỳ âm bi sanh khăn sa năng ga chế hà mi, con em lòng thành kính xin quy tăng. Lần thứ nhì, ta tỳ âm bi bồ đăng sa năng ga chế hà mi, con em lòng thành kính xin quy Phật. Lần thứ ba, ta tỳ âm bi đắc mong sa năng ga chế hà mi, con em lòng thành kính xin quy pháp. Lần thứ ba, ta ti âm bi sanh khăn sa năng ga chế hà mi, con em lòng thành kính xin quy tăng. Lần thứ ba, ma phàn tê và chúng con xin vâng. Alo, alo, tại sao ma phần tê và xin vâng, hả? Lặp lại phần tâm quy, xin mời Sức Mê Ta. Dạ, con xin sám hối vì cái mic của con nó mới vừa té rồi con đã lộn rồi. Dạ, con xin thọ trì tam quy ạ. Dạ, con xin đọc ạ. Bụt đăng sa ra năng gách trà mi, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Thâm mạng sa ra năng gách trà mi, con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp. Sang khẳng sa ra năng gách trà mi, con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. Đu ti dầm bi bút thằng sa ra năng gách trà mi, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Lần thứ nhì, đu ti dầm bi thâm mạng sa ra năng gách trà mi, con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp. Lần thứ nhì, đu ti dầm bi sanh khăn sa ra năng gách trà mi, con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. Lần thứ nhì, ta ti dầm bi bút thằng sa ra năng
Gacchami, con đem hết tặng thành kính xin quy y Phật lần thứ ba. Tati dầm bi thăm mạng ta ra nặng Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ ba. Tati dầm bi xa ra nặng Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ ba. Thì sarana kha năng bari pun năng các vị tam bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu. A ma phàn tê, dạ chúng con xin vâng. Ba na thi ba ta về làm bạn đây sẽ khảo với làm xong mà đi giao mấy con sẽ bao nhiêu điều học là quy chánh xa sự sát sanh anh về làm bạn đây sẽ khảo với làm xong mà đi giao mấy con sẽ bao nhiêu điều học là quy chánh xa sự trộm cắp cà mẹ su mi cha cha ra về làm bạn đi sẽ khao bất hạnh xong mà đi giao mi còn xem về những điều học là quy tránh xa sự tà hạnh mu sa wa đà về làm bạn đi sẽ khao bất hạnh xong mà đi giao mi còn xem về những điều học là quy tránh xa sự nói dối sura me rayama chapama dathana về làm mà đi sẽ không bất năng xong mà đi giao mi còn xem bây giờ điều học là quy tránh xa sẽ dễ uống rượu và các chất say. Ba na ti ba ta về làm mà đi sẽ bất năng xong mà đi giao mi con xin vâng dự điều học là quy tránh xa sự sát sanh. A đình na đa na quê ra ma ni sách ca ba đăng sa ma đi dạy con xin vâng dự điều học là quy tránh xa sự trộm cắp ca mê su mít cha cha ra quê ra ma ni sách ca ba đăng sa ma đi dạy mi con xin vâng dự điều học là quy tránh xa sự tà hạnh mu sa wa đa we ra ma ni sích kha ba đăng sa ma đi ya mi con xin vâng dự điều học là quy tránh xa sự nói dối sa ma ya cha ba ma đa tha na we ra ma ni sích kha ba đăng sa ma đi ya mi con xin vâng dự điều học là quy tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. Ma ni ban cha se ka ba dha ni sa du tang ka tua nga pa ma de na ni cha ka lang samarakhitabbang cha Phật tử sau khi thọ trì tam quy và ngũ giới giới này tâm bảo thì phải ra mà giữ hành theo cho được trong sạch đừng có dễ vui. A ma phàn tê, dạ chúng con xin vâng. Sile na sukatinyon ti sile na po kasambada sile na niputinyon ti tasma silang viso tha ye các giáo dân được sinh về cõi trời cũng nhờ giữ giới được giàu sang cũng nhờ giữ giới được giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới bởi các cái cho nên chư Phật tử phải ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch đừng để lầm nhơ. Sa thủ lành thai Uttamang ghê na quanh đề hằng bà đá bằng sâm Waruttamang Buddha Yokalito Đô Sô Buddha Khamatu Tăng Ma Măng con đem ở thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là Rằng Chí Tôn Chí Thánh
các tội lỗi mà con đã vi phạm đến Phật bảo, cú xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Ô ta mang ghê na quanh đề hằng, tâm mình chết quý thằng quá rằng. Thâm mê vô khá lý tô đô sô thâm mô, khá má tu tăng má măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vi phạm đến pháp bảo, cú xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Ô ta mang ghê na quanh đề hằng, sang khanh chá đu quý đốt ta mang, sang khê vô khá lý tô đô sô, sang khô khá má tu tăng má măng. Con đem hết lòng định cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phàm tăng và thảm tăng. Các tội lỗi mà con đã vi phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Siddhiya janagata siddhamantu 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 idam phalam etasmin ratanata yasmin sambhasadana che taso. Cầu xin cho quả của tâm tín thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. A thú xa tu lành thai, chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều. Long vương thần lực có nhiều, đồng sinh quan hỷ phước đều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Quyến thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu. Chúng con vui thu đạo màu, tu hành tinh tấn ngọ hầu vô sanh. Văn kinh chi cú sa la căm măng kẹt tắt bằng kỳ ri dằn ma ma ca dê na hoa cha ma na sa ti đa sê su ga tăng ca tăng dê sát ta san nhi nô ạch thi dê cha sát ta a san nhi nô ca tăng bùn nhá pha lăng vây hằng sắp bê pha ghi pha hoàn tu tê dê tăng ca tăng su quý đi tăng đinh năng bùn nhã phá lăng ma già dê cha tát tha na cha nan ti đề hoa gan tòa ni huệ đã dùng sắp bê lô cầm hi dê sát ta chi quan ta ha ra hệ tu ca ma nhuận năng phô cha năng sắp bê la phàn tu ma ma chê ta xa thi. Phước căn con đã tạo thành do thân khẩu ý tu hành gieo nên đều là phước báo vững bền có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng cung trời đau lợi thọ nhàn chúng sanh hữu tưởng nhân gian ta bà chữ thiên phạm thiên cũng là bậc trời vô tượng được mà hưởng an. Phước con hồi hưởng dân ban chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu bằng ai chưa rõ lời cầu xin cùng thiên chúng đến hầu mạch ngay có người làm phước được rải lại đem hồi hưởng hiện nay khắp cùng chúng sanh hoan hỷ lãnh chung hưởng được phước quý ung dung thanh nhàn chúng sanh thế giới các hàng bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường xin thâu phước báo cúng dường hóa thành thực phẩm mùi hương thỏa lòng ý đăng quá ta mê bún nhà sa quách khá gia quá ăn hồ tú xin cho sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây hãy là một yên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm. Dạ con đã xong phần lễ bái tam bảo và thọ trì quy giới, con xin gửi mít tại cho đạo tràng ạ.
Alo, alo, 123, 123, quý vị nghe rõ. Sau phần lễ bái Tam Bảo, thọ trì quy giới, đây là giờ của Vinh Kinh. Chúng ta thấy xuất hiện Sư Nguyên Như, mà sao kéo hoài không chịu vô. Hay là hôm nay thấy học ví dụ pháp bị trục trặc cái gì hay sao mà thấy Sư Nguyên Như kéo không chịu vô ha. Xuất hiện sớm lắm. Rồi bây giờ mời Sư Trần Đạo hoan hỷ thỉnh giảng sư ha. Alo Sư Trần Đạo, chúng ta theo thủ tục nguyên tắc rồi, khi đó Huỳnh Kinh sẽ đến với pháp hội của chúng ta. Xin mời Sư Trần Đạo. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sân Kha Giá. Còn kính đảnh lễ Sư Trí Đức, kính chào Huynh Kinh, kính chào quý anh chị trong đạo tràng. Con xin thỉnh Pháp Sư ạ. Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Ramma jaloka dipati sahang bati katang cali angti warang ayajatha. Santi tha satok parajap kacatika desetu thamang anukam vimang bacang satthamma bering vinayang cakayang sutang ca pangdang abitham macamang ako tayang to satusak cadangdang babo thaneye barisa yamainche. Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật những lời nhưng chẳng dĩ hơi, biết lòng mở đạo dạy đời, nhắm giường lọc giả ngày giờ chân sang, thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thỉnh dự pháp từ, đó là nhóm Kiều Trần Như, được nếm hương vị hữu như niết bàn, rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rơi khắp thế gian, bởi nhân cớ tích rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nuôi đàn từ bi, chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Dạ, con đã thỉnh pháp sư xong ạ. Con xin gửi mít lại cho Huynh Kinh ha, để điều họp chương trình. Dạ, xin mời bàn tay của Huynh. Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Kính lễ chư Tôn Đức Tăng, kính chào tất cả quý vị. Nghe rõ ha. Xa thật. Chúng tôi nghĩ lâu quá, mấy tuần lễ cái lộn xộn trơn ha, không biết đường đầu mò, không biết giả xích để xích mấy ta nói học hết luôn cái phần tâm di tác rồi, phải không? Học phải lâu đâu, xin mấy ta lên đọc cái phần cuối cùng, cái phần cuối cùng mà học vừa chót rồi tới đâu rồi. À, đúng ra phải rõ ràng nó thôi, nó nhảy bài nữa mà. Ủa, đang mời Sư Bát Ta lên đoạn cái phần cuối mà chấm dứt cái buổi học rồi sẽ nghỉ mấy tuần lễ liên tục đó. Rồi mời Sư Bát Ta nha. Dạ, Nam Mô Bố Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sàn Khai Giá. Dạ, mấy ta xin đọc lại cái bài cuối cùng là ngày 2 Tây tháng 11 năm 2018 đó. Thì cái bài này là bài thứ 17. Đó là bài tâm quả
quý ba cá, rồi học cái phần sau cùng là nghiệp sanh lúc cận tử có bốn: cực thọng nghiệp, rồi cận tử nghiệp, nghiệp tướng, thú tướng. Dạ, đó là cái bài cuối cùng. Dạ, còn mấy ta coi lại thì cái tâm ghi tác đó đã học xong hết rồi đó thầy. Đó là cái số 3 La Mã tâm ghi tác nè, của dục giới tịnh hảo, đã học xong hết rồi. Rồi cái bài cuối cùng là cái bài mà số 17 mà Meta đã đọc đó. Dạ, xin gửi mic lại cho Quynh Kinh ạ. À, sao thôi. Rồi, cảm ơn xin Meta. Vậy là mới học hết phần tâm quả dục giới tịnh hảo thôi. Còn cái phần tâm di tác dục giới tịnh hảo thì chắc chỉ học phần Bali thôi hả? Chỉ học cái phần Bali thôi chứ học vô chi tiết thì chưa, đúng không? Còn khúc nữa, di tác thì còn cũng ngắn thôi chứ không có giờ. Đúng không? Đúng không? Viết trang và chỉ ra. Alo. Đúng rồi không? Ok, rồi. À, vậy thì yên tâm ha, giờ là chúng ta chuẩn bị vô buổi học ha. Thì trước khi vào buổi học, chúng ta cùng nhau đảnh lễ Tam Bảo Tấm Tắc. Nam mô ta sa pha ga va tô a ra ha tô sa ma sa mô ta sa. Nam mô ta sa pha ga va tô a ra ha tô sa ma Sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Samma sambuddhamattulang sasattham maganuttamang aphiwa diyatha sisang aphittham maattha sanghang. Tôi xin thành kính đảnh lễ đấng toàn giác vô song, giáo pháp tối thượng và giáo hội tăng chúng cao quý. Chúng tôi xin nói về những gì chưa đựng trong vi diệu pháp. Nam mô Bích Tha nhé, Nam mô Tham Mạ nhé, Nam mô Sang Khai nhé. Kính thưa vị, lâu ngày chúng ta trở lại thì có vẻ rung cũng hơi mới mẻ trở lại, giống như là vô học lớp mới trở lại từ đầu. Không biết quý vị có còn nhớ bài hay không thì chúng tôi không biết sao. Chắc nhiều khi cũng cho nó vô tủ rồi nóng lại luôn rồi đi chơi quên hết rồi. Cái gì coi, thôi đúng hay không, giờ có quên hết rồi thì cho chiếc cái bông lên coi coi sao viết đường đỡ. Đằng đạo cười chắc đúng quá rồi nha. Bỏ vô tủ cất khóa là hết trơn rồi. Kính thưa quý vị, thì khi mà nói đến về cái giáo pháp của Đức Thế Tôn thì ta được biết mình theo chúng tôi thì đó là một cái gì đó rất là trân quý, rất là cao quý. Giống như chúng tôi bắt được một cái viên kim cương mà cực kỳ sáng chói, rất là quý báu. Mà không biết quý vị có thấy cái điều đó như vậy không? Có cảm nhận rằng những khi mình đã được hiểu biết được giáo pháp, mình có phải là mình có bắt được một cái viên ngọc quý hay không? Nếu mà đúng là nó có thì cho cái bồng ngoài lên, cái gì lên thì biết. Thì đúng là chúng ta rất là may mắn, rất là phước báo mà gặp được một cái giáo pháp cao thượng. Kính thưa quý vị, ngày xưa đó, lúc chúng tôi còn nhỏ, còn trẻ lúc nhỏ, thì
mình không có được may mắn gặp được giáo pháp đâu. Trẻ nhỏ tuổi thiếu niên thì mình gia đình Thiên Chúa giáo, đúng gốc nhà gia đình là gốc là dòng Thiên Chúa giáo, nhà đi tu cho nè, cô làm ma sơ rồi làm thầy cha lung tung đó, nhưng cũng có cái căn tu sao cả nhà tu bên Thiên Chúa giáo. Thì lúc đó chúng tôi cũng nhỏ mà mình cũng rất là mộ đạo, siêng năng đi lễ lắm, sáng 5 sáng là thức dậy đi nhà thờ, vô nhà thờ đọc kinh rồi cái nghe cha giảng nè. Thì không biết quý vị có biết cái nhà thờ Chợ Quán không, nhà thờ Chợ Quán ở đường Trần Bình Trọng ở Sài Gòn, nhà thờ Chợ Quán đường Trần Bình Trọng với Nguyễn Trãi đó, không biết ai Sài Gòn chắc biết. Thì lúc còn trẻ nhỏ còn thanh niên thiếu niên thì chúng ta hay thường đi đó, sáng ra là đi nhà thờ Chợ Quán đi Trần Bình Trọng, lúc đó có ông cha Niêm mà ông cha Sở thì đi một thời gian. Thì có một lúc đó, khi chúng tôi ngồi trong nhà thờ đó, mình nghe ông cha ông giảng, khi mình ngồi nghe ông cha ông giảng thì tự nhiên mình thấy cái tâm mình nó chạy, thấy cái tâm mình nó chạy lung la, mình ngồi mình nghe ông giảng mà ông vừa giảng cái tâm nó chạy chỗ khác, nó nhỉ chỗ khác phóng, thì mình thấy cái này cái gì đó là mình bắt đầu để ý. Lúc còn thiếu niên mình thấy nó là lạ mình để ý, thì ra cái tâm của mình nó chạy chuyện này, nó chạy chuyện khác, mình thấy nó vậy mình cũng ngạc nhiên. Mình về mình hỏi thì không ai biết đó, hỏi nó là gì cũng không ai biết là gì, hỏi mấy người lớn trong đạo thì người ta cũng chả biết nó. Rồi thì chắc phải bên kia người ta kêu là dùng chữ là giống như là gì quên lâu quá quên bên Thiên Chúa hay dùng chữ gì đó. Nó thì sau thời gian cái mình thấy một cái đi tìm hiểu cái lớn chút xíu, cái mình lúc đó lớn lớn chút xíu là chúng tôi cũng có cái nhìn cái nhận định khác ha. Cái đi tìm hiểu về thiền, mình thấy bộ tìm chỗ khác, chỗ này bộ không ra thì tìm qua chỗ khác, tìm hiểu về thiền học. Thì lúc đó có cùng với mấy anh bạn thanh niên đi tìm bên mấy phái thiền như Lương Sĩ Hằng rồi mấy phái Vô Vi, thiền tập dữ dội lắm, ngồi luyện tinh quá khí, luyện khí quá thần, thần còn hư đủ thứ chuyện. Cũng biết hay sao cũng phước lớn sao không có tậu quả nhập ma, chứ thôi giờ chắc cũng còn ngồi đây để mà nói chuyện với gì đâu. Thì khi mà gặp những cái phái thiền đó, cái mình tập luyện thời gian sao cái thấy cũng chưa được, cái này không chắc không phải đó, mình thấy là lạ đấy, làm như nó không giải đáp được những thắc mắc. Cái mình nghiên cứu qua bên Bắc Tông, qua nghiên cứu về kinh Lăng Nghiêm, rồi kinh Pháp Hoa, kinh Bát Nhã, Ba La Mật, sắc tức thì không, không tức thì sắc, thọ tưởng hành thức diệt phục như thị, là cái nghiên cứu đủ thứ đó. Khi nghiên cứu một thời gian xong, cái bắt đầu ngã mạn sinh trưởng. Mà lúc đó mình cũng không biết là ngã mạn đó, mình đâu không học gì quá, mình đâu biết đó là ngã mạn đâu, mình còn cho nó là hay nữa. Ngã mạn sinh trưởng, đi mình đấu. Đấu với hết ông này và ông khác và lại đấy, đấu mà lúc đó mình cũng có cái khiếu về mình, ngôn ngữ mà đây mình đấu với người đó là cũng chạy tét rồi. Thì cái theo một thời gian xong cái gặp một cái ông sư khất sĩ, không phải ông thầy của đệ tử của ông sư khất sĩ, và ông dạy về nhập thất cái gì, và ông chuyên về nhịn ăn. Nhịn 7 ngày, 21 ngày, 49 ngày, 100 ngày, luyện nhịn ăn. Thì cái nhân duyên của cái phương pháp ăn đó là do một ông thầy khất sĩ. Ông lên núi, ông tu, ông đói, ông xỉu, ông lăn xuống núi. Thì tuần lễ sau, ông tỉnh dậy. Ông ngồi thiền, ông khám phá ra được. Thành ra cái pháp nhịn ăn này cũng là một cái tuyệt chiêu. Bởi vì có nhiều, tại vì mình khổ mình mới ăn, mình bị ăn mình mới khổ, giờ mình nhịn ăn thì mình không khổ, bớt được cái khổ đó. Thì ông cho ra cái phương pháp đó là về pháp nhập thất, nhập thất nhịn ăn uống nước chanh. Mà thì chúng tôi lại gặp mấy vị đó, cái mà mình theo
À, mình cũng tò mò lắm, thấy môn nào cũng thích, mình theo, theo vô bắt đầu ông chủ thuốc sổ này kia, xong xưa cái luyện nhịn, nhịn được tuần lễ rồi cứ như vậy mới nhịn tới, luyện 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 thời gian sau cái lúc mà mẹ bắt đầu bệnh nặng thì chúng tôi thấy sao cái đời sống nó khổ quá, thấy mẹ mình bị bệnh giật lên giật xuống, té tôi bị ung thư mà lúc đó bị bú cổ á, ung thư cổ rồi mà thời ngày xưa đó thì người ta chữa trị đâu có được như giờ đó, lấy cái có cái cọng mà cái giống như là cái ống mà nó có cái chất phóng xạ nghiêm vô cổ nhưng để nó đốt cái bú cổ đi, thành ra nó rất là nóng, nó khủng khiếp lắm. Rồi theo dõi mẹ thì thấy cứ bị giật đó, ban đêm là thức dậy và phải uống nước liên tục, khò nước liên tục để cho nó không có bị đốt cũng không nghe, ghê cái bệnh bệnh ghê là mình thấy khổ quá. Mình nghĩ chắc cái nạn phải là cái đạo nạn phải rồi, mình suy gẫm đủ thứ, mình tìm hiểu đủ thứ. Thời gian sau phước duyên gặp một vị sư tới nhà chơi, ông sư mình Nam Tông mình nè, à. Mà lúc đó không biết Nam Bắc gì, cứ theo mấy cái phái gì đâu thôi. Thì gặp ông sư bên Nam Tông tới, ông đi với ông anh tới chơi, ông anh thì cũng không phải là dân nghiên cứu Phật pháp, nhưng mà ông lại là nghiên cứu về về coi bói, ông coi bói rồi coi tử vi, coi bài bói bài này kia, rồi ông nghiên cứu về kinh dịch này kia là thứ, thì ông rất là giỏi mấy đó. Chưa khóa lắm, anh chưa gặp mấy vụ coi bói tử vi này kia chỉ tay là kia khóa, nó kéo tới nhà chơi, hai viên trang, kéo tới nhà chơi thì tới gặp, chúng tôi gặp cái bắt đầu mình nói chuyện, thấy sư tới mà mình thấy cũng hợp hợp cái mình nói chuyện, nói chuyện xong rồi cái ông mới mời sư Giác Thái, ông mới mời lên chùa Kỳ Viên ở Phan Phùng á. Lúc đó cái chùa Viên lúc tới chùa Viên dễ thương lắm vậy, chùa Viên nhỏ 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 xinh đẹp lắm, ở trước có cây sa la đó. Lúc đó có ông Trần Đới, ông nhà văn Trần Đới vậy, ông hay ngồi đó, chúng tôi tới rồi gặp ông, thì lúc đó là tới Siệt Thái mời tới chơi uống cà phê báo lên. Rồi mới luận đạo, gọi luận đạo với ông. Luận đạo lát mình ông điểm mình mấy cái, ông cũng lúc đó mình đâu có biết bên Nam Tông đâu, thì ông điểm mấy cái giật mình cái mới, ông mới cho đóng sách vậy đó, đủ thứ cuốn sách đem về học, bây giờ coi, thì coi xong xuôi mình thấy đọc xong cái mấy quyển sách này, đọc nhất là đọc cuốn Đức Phật Phật Pháp đó, làm như giống như một cái chìa khóa mở cái cửa tâm hồn mình, nhưng mà nó lại là một cái sự rối loạn, lúc đó cái tâm trạng mình nó kỳ lắm, lúc đó mình khó chịu lắm, tại vì mình gia đình Thiên Chúa mà, giờ mình nghiên cứu đạo Phật, giờ mình thấy giống như mình thấy cái sự thật nó hiển bày đó, rồi cái kia mình thấy nó giống như là một cái gì đó mà mê tín, thành ra mình cái tâm mình nó rối loạn lắm thôi, nhưng mà quyết định ngày này nhất định giờ ăn thua đủ luôn, mình theo, nhất định theo nghiên cứu, thì bị gia đình chửi dữ lắm, lúc đó gia đình toàn người dòng không à, cha vị linh mục sư không, ma sơ là không, nói là phản đạo đủ thứ chuyện, mình gài ăn thua đủ luôn, tới đâu thân mình hồn mình giữ, thì chúng tôi mới đi tìm hiểu, lúc đó quen với sư Giác Thái giới thiệu sư Bửu Chánh. Lúc sư Chánh chút xíu à, sư Chánh chẳng 18, 19 rồi. Sư Chánh này, sư Chánh Minh, gặp mấy vị cũng như là sư Giác Nguyên, lúc đó có chút xíu, nhắc sư Giác Nguyên đó chắc chừng 12 tuổi, 13, 14 tuổi rồi đó. Thì gặp mấy vị sư đó, thì nói chuyện này kia, rồi sau thời gian kia, mình nói tới vị Pháp. Vị Pháp thì người ta nói mấy sư giới thiệu lên kiếm cô Vĩnh Phúc á. Cô Vĩnh Phúc ở dưới Chợ Lớn, có nhà Bảo Xanh ở dưới Chợ Lớn, thì chúng ta kiếm cô Vĩnh Phúc, kiếm cô Vĩnh Phúc, cô Vĩnh Phúc gặp cổ thì cổ nói cái lớp của dạy được nó tốt nghiệp hết rồi, nó tự động nó tốt nghiệp chứ không phải là tốt nghiệp,
là học được mấy bữa rồi dọn gói đi mất, không ai học nữa. Thì thôi chú vừa khó chứ, chờ rồi có khóa mới. Nó trời ơi, chết cha là. Là thấy, cái gì thấy gian nan cuộc đời mình đi tìm được cái chánh pháp nó gian nan ghê lắm. À, gặp được mà gặp được rồi lại bị cả lớp ta nghỉ tên còn mình sao học. Rồi thôi về lang thang xách gói về. Về xong cái lúc đó mấy vị sư hay ghé nhà chơi lắm, ghé ghé bên nhà bà chị chơi, thì lúc đó sư Vũ Chánh có nó chơi thì chúng tôi ngồi nói chuyện sư Vũ Chánh vậy đó, bàn tới bàn lui bà không nhận nữa sư ơi, nói mấy người kia nó nghỉ trơn lấy đầu dạy nó nghỉ luôn à. Cái sư Vô Chánh nói thôi giờ để sư biết nhiêu sư chỉ nhiêu nha, cái sư mới bày ra bây giờ thôi giờ cái ông lôi cuốn sách Thắng Pháp Tập Lý Luận á, có cuốn Thắng Pháp Tập Lý Luận của ngài Thích Minh Châu dịch á, sư Vô Chánh là bày ra là chỉ trong vòng tháng rồi, cái gì liên tục mà học ví pháp mà học trong vòng tháng á, hết nguyên cuốn luôn á, là toàn bộ Thắng Pháp Tập Lý Luận là học dứt điểm trong vòng tháng. Thì nói là giới thiệu giống như là giới thiệu cho mình biết đúng không? Thì cũng là cái khai mở đầu tiên à, học xong biết gì đâu học xong điếc giống như là bài thôi chứ đâu dễ gì, rồi học gay go lắm không được như cái gì đâu, chỉ cho phải như là chỉ từ chút vậy sung sướng quá hạnh phúc quá, thì hồi xưa là vô là làm rẹt 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 cái là xong á. À, rồi muốn hiểu sao hiểu, mạnh ai nấy hiểu á. Mày xong xuôi tốt nghiệp, lại tốt nghiệp tiếp, đúng tháng tốt nghiệp. Rồi, mạnh ai nấy lên đường. À, nhưng mà sách, mua vở, nghiên cứu, đi tìm sách, lên những mấy vị sư, nghiên cứu đủ thứ. À, sau gặp mà chú Kỷ, ở trên chùa Nguyên Thủy, Cát Lái đó. Không biết cái chắc sự Trí Đức biết á, Sự Trí Đức biết cái chú Kỷ. Chú Kỷ cũng giỏi lắm, chú Kỷ ông chuyên về kinh, ông nghiên cứu về kinh Trung Bộ, Trường Bộ này à, nó lên lên nói chuyện như sự chú Kỷ à, học hỏi chú Kỷ cũng rất nhiều, chú Kỷ rất là giỏi. Rồi, sư Pháp Chất nè, gặp sư Pháp Chất chú Kỷ nghe này. Rồi, sẽ gặp sư Chánh Minh học hỏi đủ thứ qua tất cả các vị qua nói chuyện là nhưng phải có lớp đàng hoàng nha, thì phải học hỏi bằng cách đó à. Rồi sau mới thời gian cho cái đi Mỹ, thì lúc đó qua Mỹ rồi cắt đứt hết mọi liên lạc, rồi qua Mỹ xong thì tự mình nghiên cứu à, sách vở tự nghiên cứu lấy, rồi từ từ cái có pha phó thoát mở lên thì nó mở mới đầu mở và thoát lên thì nó vô thì vui lắm, nó có sư trưởng, sư trưởng sư Chánh Minh, sư Giác Đẳng, sư Giác Nguyên, sư Giác Giới, đông lắm, rồi mới khai trương thành lập rồi qua thoát đông à, cũng nhờ vào thoát rất là nhiều à, không nhiều à, chúng ta học hỏi được rất nhiều thành đó. À, thì cứ hết vị này tới vị khác mình học có gì chút chút rồi. Học nghiên cứu sao đó cái nhờ sau này có những cái trang web này kia có in là có sẵn trên internet đó, là mình cũng dễ tìm, và cần gì tìm đó, cần gì tìm đó, chú giải này chú giải kia tìm đủ thứ à, cũng vậy tôi thấy tìm hiểu gai go này kia mà chứ không phải đơn giản dễ đâu à, như quý vị quá sung sướng nha. Do có người dạy Bali, có người dạy kinh, dạy vi pháp đủ thứ à, xưa học gai go lắm à, cho nên bây giờ chúng ta có được những cái này à, nên biết trân quý lắm à, có cơ hội đến một lần thì không đến lần thứ hai đâu quý vị à, đến mình rồi mình không biết giữ là thôi là nó đi mất á à, mất thiệt á, chúng ta có những nhiều người vô biết xong xuôi rồi cái tự nhiên cũng tha chạy theo ba cái vật chất mà kia nó là, làm ăn mánh mung rồi bỏ luôn hết à, bỏ không hề nói tới nữa, mà hãy nói tới làm như người ta sợ luôn khi mình nhắc tới thì ta sợ và không muốn nghe tới nữa à, là vấn đề nó là như vậy
Mình làm sao mình phải biết cái nào trọng, cái nào khinh, cái nào là chính, cái nào phụ. Làm ăn nhưng mà giá pháp vẫn là giá pháp. Là mình đừng gì làm ăn buôn bán gì lợi lộc này kia là mình quên đi cái giá pháp thì rất là tiếc nuối, rất là uổng phí trong cuộc đời của mình không. Đó là tôi muốn nói sơ lược chút đỉnh để cho xem phần phấn khởi cho khi mà trở lại buổi học cho nó hấp dẫn. Thì giờ bây giờ chúng ta học tiếp tiếp tục về cái phần cái nào bữa học tới có bốn cực trọng nghiệp, cận tử nghiệp, nghiệp tướng, thú tướng, rồi học những điều cần biết chưa Sếp mấy ta nha quý vị, những điều cần biết học chưa? Hello. Những điều cần biết học chưa? Tiếp theo cái đó đó. Cực trọng nghiệp, rồi cận tử nghiệp, rồi nghiệp tướng, rồi thú tướng. Rồi thấy những điều cần biết học chưa? Chưa hả? À, rồi. Ok. Rồi, nói sơ những điều cần biết nữa luôn ha. Thì từ khi trước là chúng ta học tới có bốn là cực trọng nghiệp. Thứ nhất là cực trọng nghiệp là những cái nghiệp mà có thể gây như là những nghiệp nặng cực trọng, những nghiệp cực nặng cực lớn. Chẳng hạn như thiên là một trong những cực trọng nghiệp. Hoặc là những cái nghiệp ác mà loại nặng như là giết cha, giết mẹ, vân vân ha. Thì đó là cực trọng nghiệp, quý học rồi á, rồi cận tử nghiệp. Và những cái nghiệp mà nó sanh là lúc cận tử. Rồi nghiệp tướng là những cái tướng như sắc thanh hương vị số pháp mà người đó mà lãnh khi mà giờ phút cận tử nó khởi lên á. Rồi thú tướng là những cái hình tướng mà của cảnh giới sắp tái sanh cho mình lúc cận tử. Rồi học rồi á, bữa là giảng xong hết nè. Rồi lại xuống giờ mình ai ghi nè, tới những điều cần biết. Những điều cần biết rồi đánh vòng gạch đầu vòng cái ha, bốn điều trên tức là bốn điều nãy đó, cực trọng nghiệp, trọng nghiệp, cận tử nghiệp đó, bốn điều đó, đó bốn điều trên được khởi lên trong năm sát na động tốc và hai sát na đồng sở duyên, mở ngoặc có hoặc không. Người biết thêm đó, bốn cái điều trên được khởi lên trong năm cái sắc na động tóc cận tử á, năm sắc na động tóc lúc cận tử đó, và hai sắc na đồng sở duyên tức là hai sắc na mót á, có thể có hoặc là không. Hai sắc gì, hai sắc này gì đồng sở duyên, hai sắc này đồng sở duyên chứ không phải khởi duyên, đồng sở duyên. Đúng rồi, có hoặc không, mở ngoặc ra chỗ đó, mở ngoặc là có hoặc là không, rồi có thể có hai sắc na đồng sở duyên, hai sắc na có hoặc là không. Mình biết thêm để mốt mình có đọc cái bài biết ha, chỉ là biết đọc quá trước đi ha. Đúng rồi, rồi xuống dòng, cái tài dòng tái sanh cõi tương ứng, tái sanh trong cõi tương ứng. Tức là khi mà cái động tốc cuối cùng nó như thế nào thì nó sẽ tái sanh trong cái cõi tương ứng với những cái lọ động tốc đó. Rồi, xuống dòng cạch tạp dòng. Người tam nhân
có thể tái sanh mọi cảnh giới. Người tam nhân có thể tái sanh mọi cảnh giới. Ở ngoài dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Người tam nhân có thể tái sanh mọi cảnh giới. Dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Đúng rồi, người tam nhân tức là cái người mà được tục sinh ra với cái tâm tục sinh, họ có đầy đủ ba nhân là nhân vô tham, nhân vô sân và nhân vô si. Thì họ tục sinh bằng cái tâm quả mà có đầy đủ tam nhân như vậy đó thì được gọi là người tam nhân. Còn người mà tục sinh chỉ có hai nhân là người nhị nhân, là vô tham vô sân thôi, mà không có cái nhân trí tuệ, không có cái nhân vô si, là người nhị nhân. Thì như vậy người tam nhân tức là người tục sinh bằng cái tâm quả tam nhân, tâm quả thiện mình học rồi đó, tâm quả thiện dục giới tịnh hảo, tâm quả thiện đó, có tâm thì hợp trí là tam nhân, tâm ly trí là nhị nhân. Đúng chưa? Rồi hiểu không? Rồi xuống dòng, cạnh dòng, người nhị nhân và người vô nhân chỉ tái sanh cõi dục giới. Người nhị nhân và người vô nhân chỉ tái sanh cõi dục giới. Tức là người mà tục sinh bằng tâm quả mà có hai nhân là vô tham vô sân đó, thì tục sinh chỉ có tái sanh được trong cõi dục giới thôi, chứ không vượt lên được sắc giới, vô giới. Và người vô nhân cũng vậy, vô nhân là người tục sinh ra bằng cái tâm quan sát, tọa xả, quả thiện hoặc là quả bất thiện. Rồi là người vô nhân cũng chỉ tái sanh trong cõi dục giới thôi. Và những cái này không có cái khả năng chứng đắc được thiên, anh ta không thể nào mà tái sanh về cõi sắc giới, vô sắc giới. Là người nhị nhân và người vô nhân chỉ tái sanh cõi dục giới. Không được không? Cảm ơn không cho các ông coi. Rồi, ok. Rồi, xuống dòng. Tôi dòng cái ha. Phạm thiên sắc giới, vô sắc giới sẽ không bị tái sanh thành người vô nhân, nhị nhân. Mấy cái này phải chú ý để phạm thiên sắc giới, vô sắc giới sẽ không bị tái sanh thành người vô nhân, người nhị nhân. Phạm thiên sắc giới, vô sắc giới không bị tái sanh thành người vô nhân, người nhị nhân. Nhị nhân chứ phải dị nhân. Người nhị nhân. Tức là những vị phạm thiên ở trên cõi trời sắc giới và cõi trời vô sắc giới đó, khi họ chết họ tái sanh trở lại làm người tam nhân hoặc là tái sanh làm là phạm thiên trở lại. Chứ không có thể là không có tái sanh làm người nhị nhân hoặc là người vô nhân được. Đó là cái đặc biệt của những vị phạm thiên là những vị mà chứng đắc thiên sắc giới và sắc giới đó, khi mà hết tuổi thọ mạng chung á, họ tử đó có thể họ sanh lại cảnh giới đó, hoặc là nếu sanh xuống làm người thì là người tam nhân, chứ không thể là người nhị nhân hoặc là người vô nhân. Đó là những cái điểm mà đặc biệt chúng tôi đánh ra cho quý vị đã thấy ha. Đúng rồi chưa? Tức là những vị phạm thiên đó, những vị phạm thiên trên cõi trời sắc giới, cõi trời của sắc giới thì họ chết họ tái sanh đó, họ tái sanh làm người tam nhân trở lại, chứ không có tái sanh làm người vô nhân, người nhị nhân. Rồi xuống dòng, gạch lại dòng. Tử tâm diệt đồng nghĩa là chết, tử tâm diệt đồng nghĩa là chết. Tức là khi mà sát na tử tâm nó sanh lên á,
sắc na tử, tâm tử á, tâm tử nó sanh lên á, sanh trụ diệt mất á, trừ sự cái sắc na tử mà diệt thì lúc đó là chết, mà chấm dứt sự chết. Cho nên khi mà nhiều người mà nó nằm yên vài ngày sau sống lại đó, tại vì lúc đó cái tử tâm chưa sanh, chưa tới cái đoạn mà tử tâm, họ vẫn còn sống đó, cái tâm hộ kiếp mà nhiều khi họ nằm đó họ chờ tới cái lộ tử cuối cùng mới sanh lên đó. Nhiều khi có nhiều người mà chết đi sống lại đó, người ta nói là chết đi sống lại đó, nhưng mà thực sự không phải, tại vì cái lộ tâm tử cuối cùng họ chưa có sanh lên. Khi lộ tâm cận tử sanh lên rồi tới sát na tâm tử sanh rồi giết chấm dứt thì lúc đó mới là chết. Thì lúc đó tử tâm diệt thì mới là chết được. Hai chào nguyện rồi xuống dòng gặp đầu dòng cái khi chết rồi chỉ có sắc âm dương còn tạo cho đến khi xác thân tan rã. Khi chết rồi chỉ còn có sắc âm dương, hay là gọi là sắc quý tiết, mà có những cái chỗ nó viết là sắc quý tiết. Khi chết rồi chỉ còn sắc âm dương, chỉ có sắc âm dương còn tạo, tức là chỉ có sắc cho đến khi mà sắc thân nó tan rã ra, nó biến cái khác ha, là lúc đó, đúng rồi. Rồi, ok. Tức là người chết rồi đó thì không còn có tâm, thì lúc đó sắc tạo không có, không có vật thực, thì nó không có sắc vật thực để mà nuôi, là nó không còn có sắc tâm, sắc vật thực gì hết, mà lúc đó chỉ còn có sắc quý tiết hay là sắc âm dương, sắc thần tiết nó nuôi thôi. Cái sáp lúc đó từ từ rã một lần ha. Rồi xuống dòng, gặp đầu dòng. Tử tâm diệt, tử tâm diệt. Phải. Một, kiết sanh thức sanh. Và tâm tục sinh á, tử tâm diệt. Một, tâm tục sinh. Mình có nhiều cái kiết sanh thức, mình nhìn tâm tục sinh đi cho những cái gì muốn ghi tên được không? Tử tâm diệt. Một, kiết sanh thức sanh. Một tâm tục sinh sanh cộng 14 sát na hữu, cộng 14 sát na hữu phần, sát na hậu kiếp đi nó dễ ha, 14 sát na hậu kiếp hay gọi là phá quan gá hậu kiếp, là tử tâm diệt, một tâm tục sinh sanh, rồi 14 sát na hậu kiếp, rồi cộng ý môn hướng tâm, cộng ý môn hướng tâm, tức là kháng ý môn á, khai ý môn đó, ý môn hướng tâm, cộng 7 sát na tâm tham, cộng giá. Cộng hậu kiếp trở lại, hậu kiếp trở lại. Rồi ở đây tức là vậy, tức là khi mà tử tâm nó diệt á, tức là khi người nó chết rồi đó là tục sinh liền, tức là khi mà tử tâm vừa diệt là một cái sát na tâm tục sinh sanh liền, chứ không phải chờ đợi thân trung ngắm thân trung nghiết 49 ngày 51 ngày vậy đó, không có gì đó. Tử tâm diệt thì vừa diệt là phải có một cái tâm khác sanh lên liền, chứ không có thể nào mà đứng lưng khửng khửng vậy đó. Tâm nó sanh diệt liên tục là vô gián duyên, tức là không có một cái sự gián đoạn. Thành ra những cái chủ thuyết đưa ra có thì thân trung ngắm này kia là thiếu sự hiểu biết ha, nó nói bậy là bạ chế đặt. Thì khi tử tâm diệt thì một cái sắc na tâm tục sinh nó sanh khởi liền, được gọi là kiết sanh thức á, là tâm tục sinh. Khi tâm tục sinh nó sanh khởi xong á, một sắc na thôi nha, thì nó diệt xuống thì liên tục, sau đó là 14 sát na tâm hậu kiếp, 14 sát na tâm hậu kiếp, 14 sát na hậu kiếp sanh khởi. Thì khi 14 sát na hậu kiếp này sanh khởi để gìn giữ kiếp sống đó. Sau đó là cái kháng môn sanh lên,
Cái kháng cái vô là để mở đường cho cái lỗi sanh khởi. Và bảy sát na tâm tham sanh tiếp, thì lúc này lúc mới lục sinh đó, là đối với cái phàm phu của mình đó, thì khi mà chết mà tử tục sinh là bảy sát na tâm tham, lục sinh ra là có tâm tham liền, là sự tham bám đời sống là phát sanh liền ngay trong cái lộ đầu tiên của cái đời sống. Thành ra chứ không phải là lục sinh là thiện là lành là tốt đâu. Cái lộ động tác đầu tiên trong cái đời sống mới đó là bảy sắc na tâm tham, sau đó chìm lại hồi kiếp trở lại. Thì như vậy chúng ta phải nên biết là khi mà tử tâm diệt, tức là chấm dứt đời sống, thì tục sinh liền, sau đó là cái 14 sắc na hồi kiếp gìn giữ kiếp sống đó nhỏ sanh, rồi kháng nghi môn, rồi tới bảy sắc na tâm tham sanh tiếp, rồi hồi kiếp trở lại. Nắm được không? Quý vị nắm được cái này không? Nắm tổng quát nha, mà học tới lộ tâm mình biết trước mình học nó dễ hơn ha. Học tới phần lộ tâm thì mình sẽ thấy nó chi tiết hơn. Rồi. Xuống dòng, gạch ra dòng. Tục sinh cõi vô sắc, không có sắc y vật. Tục sinh cõi vô sắc, không có sắc y vật, tức là không có cái mà vật chất để mà cho tâm nó lương. Lúc đó tâm tự nó hoạt động đơn độc nó độc lập riêng, thì tục sinh cõi vô sắc, không có sắc y vật. Chỗ tôi kêu là không có đoàn tâm, mình ghi thêm là không có đoàn tâm cũng được. Hà đó do quách thú đó. Tục sinh cõi vô sắc, không có sắc y vật. Đúng rồi, tức là cõi vô sắc mà, tức là cõi đó sống bằng tâm, tức là không có cần sắc pháp. Rồi xuống dòng, gặp lại dòng. Tục sinh tâm nào thì tử tâm đó, tục sinh tâm nào thì tử tâm đó. Tức là khi mà mình như vậy, mình tục sinh bằng tâm quả thiện, thọ hỷ, hợp trí vô trợ chẳng hạn, mình tục sinh bằng tâm quả đó, thì khi mình tục sinh bằng tâm quả đó, khi mình chết đó, cái tâm tử nó cũng là tâm đó, sinh tâm nào tử tâm đó. Khi mình tục sinh bằng tâm bất kỳ loại tâm quả nào, tục sinh tâm quả nào đó, chết bằng tâm đó. Rồi xuống dòng, gạch lại dòng. Tử tâm nào thì không phải là tục sinh tâm đó. Rõ ràng nha, tử tâm nào thì không phải là tâm tục sinh. Như vậy cho dễ rõ ha. Tử tâm nào thì không phải là tâm tục sinh. Tức là tử tâm đó là khác, mà cái tâm tục sinh lại đời sống mới nó là một cái tâm khác, do cái nghiệp lực, do cái động tốc, năm cái động tốc cận tử nó cho một cái tâm tục sinh mới. Nên cái tử tục sinh tâm nào thì tử đó thì đúng, nhưng mà tử tâm nào thì không phải là tục sinh bằng tâm đó. Đúng chưa? Nắm được cái lý này chưa? Rồi, biết ha. Rồi xuống dòng, gạch đầu dòng cái nữa. Tâm tục sinh phải tâm hộ kiếp, phải tâm tử. Tâm hộ sĩ hộ tục sinh, tâm kiếp, tâm tử có cùng một cảnh, đồng sở hữu tâm. Có cùng một cảnh, đồng sở hữu tâm. Tức là cái tâm mà tục sinh đó, thì khi mà nó tục sinh á, một sát na tâm tục sinh trong, nó làm cái phần sự tục sinh trong á, thì nó làm tới phần sự hộ kiếp để nó gìn giữ cái sống, và cuối nó làm phần sự nó là tử. Thì ba cái loại này đó, tục sinh, hộ kiếp, tử á, nó cùng có một cảnh, cùng một loại tâm, cho nên nó đồng với sở hữu tâm, rồi có những sự hữu tâm
những sở hữu tâm đồng sanh chung với nó, giống nhau. Tại là mình phải nên biết là tâm tục sinh, tâm một kiếp, tâm tử, có cùng một cảnh, đồng sở hữu tâm. Rồi, xuống dòng, ngành dòng nghe, nắm được không? Rồi, đối tượng lúc lâm chung. Đối tượng lúc lâm chung. Mở ngoặc năm sát na động tốc. Đối tượng lúc lâm chung. Đối tượng là cảnh, mà lúc lâm chung là năm sát na động tốc. Đối tượng mở ngoặc là cảnh, lúc lâm chung là năm sát na động tốc. Như thế nào thì tâm tục sinh và hộ của kiếp sống mới đều như nhau. À, đối tượng là cái cảnh ấy, lúc mà lâm chung như thế nào và hộ kiếp của kiếp sống mới đều như nhau. Đối tượng lúc lâm chung năm sắc na động tốc, đối tượng là cảnh ha. Đối tượng là cái cảnh á, cái cảnh của cho cái lúc lâm chung á, là lúc lâm chung thì năm cái sắc na động tốc nó xả lên lúc đó, thì đó là đối tượng là cảnh là lúc lâm chung năm sắc na động tốc. Và cái đối tượng của năm cái sắc na động tốc đó nó như thế nào, nó là cái gì đó, hay là thiện hay là bất thiện, thì lúc thì mình tử là tục sinh đó, thì cái tâm tục sinh đó, nó làm phần sự hộ kiếp luôn, thì cái tâm tục sinh và hộ kiếp đó, của một kiếp sống mới nó đều như nhau, đều cùng một đối tượng. Cho nên là phải nên biết rằng khi mà tục sinh một kiếp sống mới đó, thì cái tâm tục sinh rồi qua bỏ xong cái tục sinh tới hộ kiếp đó, thì cái tâm hộ kiếp này nó có một cái đối tượng của nó là cái cảnh quá khứ, cảnh của một đời sống trước. Nó bám vào cái cảnh đời sống trước, có cái cảnh nó tâm là phải biết cảnh, tâm là phải có cảnh nó mới đương được. Tâm hộ kiếp này nó có một cái đối tượng của một kiếp sống, của cái cảnh trước khi chết đó, rồi cảnh của cận tử đó. Nó là như vậy. Thì biết cái điều chính yếu ha. Rồi, xuống dòng cái là dòng cái nè. Cõi sắc giới. Cõi sắc giới. Có đối tượng về khái niệm. Chỉ biết là có đối tượng về khái niệm. Là vườn tục đế đó. Cõi vô sắc giới thì có đối tượng vừa chân đế vừa khái niệm. Cõi sắc giới có đối tượng về khái niệm, cõi vô sắc giới có đối tượng vừa chân đế vừa khái niệm. Rồi, đúng rồi, anh biết thêm một cái tổng quát đó. Rồi như vậy là những điều cần biết để chúng ta có một cái tư liệu để mình từ đó về sau mình học mình không có bị sai lạc ha, không bị lẫn lộn. Rồi bây giờ vô cái phần tiếp theo, phần tâm dục giới tịnh hảo, nó cũng giống như kỳ trước mình đọc hết rồi ha, Bali đọc hết rồi, giờ chúng ta đọc sơ lại ha. Tâm duy tác dục giới tịnh hảo. Tâm di tác dụng giới tình hảo, Maha Kiriya Kama Vachara Chitta. Này đọc rồi ha. Tâm dục giới, tâm di tác dục giới là có 8. Attakama Vachara Kiriya Chitta Ni. 1. Tâm di tác thọ hỷ, hợp trí vô trợ. Somanassa Sagatan.
nha nó xâm má vô tăng nó sân kha thì căn hệ căn hai tâm di tác họ hỷ hợp trí hữu trợ xô má nát xa xa cái tăng nha nó xâm má vô tăng xa sân kha thì căn hệ căn ba tâm di tác họ hỷ ly trí vô trợ xô má nát xa xa cái tăng nha nó quyết má vô tăng nó sân kha thì căn hệ căn bốn tâm di tác họ hỷ ly trí hữu trợ so manat sa sa ga tăng nhà na quyết ba chút tăng sa sang kha ri căn hệ căn năm tâm di tác họ xã hợp trí vô trợ u bách kha sa ga tăng nhà na sam ba chút tăng a sang kha ri căn hệ căn sáu tâm di tác họ xã hợp trí hữu trợ u bách kha sa ga tăng nhà na sam ba chút tăng sa sang kha ri căn hệ căn bảy tâm di tác họ xã ly trí Ubekha sa ga tăng nha na quyết ba chút tăng a sang kha di căn nghe căn tám tâm di tác thọ xã ly trí hữu trợ Ubekha sa ga tăng nha na quyết ba chút tăng sa sang kha di căn e căn là tám cái tâm di tác dục giới tình hảo và mấy cái này quý vị đã đọc hết rồi ha. Rồi giờ trước khi học tiếp cái phần học cái phần tâm di tác dục giới tình hảo này ha, bây giờ chúng ta đọc cái bài mà Bali của cái phần bài mới đó là thuộc về tâm táo đại nhờ ship liên qua post cái bài mới di tác bài mà Bali mới để cho quý vị lên đọc ha. Post này chúng ta nói trước nha. Rồi đó đúng rồi đó. Tâm đáo đại Mahatgatachitta Mahatgatachitta có hai nhóm loại. Một, tâm sắc giới Rūpavacarachitta. Hai, tâm vô sắc giới Rūpavacarachitta. Tâm sắc giới Rūpavacarachitta có ba nhóm. Một, tâm thiện sắc giới Rūpavacarakusalachitta. Hai, tâm hòa thiện sắc giới Rūpavacarakusalachitta. Ba, tâm duy tác sắc giới Rūpavacarakīriyacitta. Có năm loại tâm, tức là ba cái nhóm này đó. Tâm nha, mình lại nói cho này ha, ba cái nhóm này, tâm thiện sắc giới, tâm hòa thiện sắc giới, tâm duy tác sắc giới. Ba cái nhóm này đó, mỗi nhóm nó có năm loại tâm giống nhau. Một, tâm thiện sơ thiền Mathamacchānakusalacitta. Mathamacchānakusalacitta thì ở đây quý vị thấy là mở ngoặc có chữ quý ba cá kusalacitta cạnh cái kiriyacitta, tức là thế vô cái chữ kusalacitta. Thì hiểu không? Thí dụ giờ tâm thiện sơ thiền Mathamacchānakusalacitta là tâm thiện sơ thiền, nhưng mà tâm quả thiện sơ thiền là Bathamacchānakusalacitta. Tâm di tác sơ thiền là Bathamacchānakīriyacitta. À, thì chúng tôi gom gọn lại trong cái này cho nên mình đọc lần một thôi cho nó dễ không. Mình ví dụ như tâm thiện sơ thiền Bathamacchānakusalacitta mở ngoặc quý bà cá cú sa la chít tá kiriyacitta, tức là luôn lượt ba cái rồi đó. Rồi có năm chi tầm tứ phỉ lạc định quý tắc á, và tầm quý cha ra bì tí su khá ê cách cái ta tâm thiện nhị thiền tu tí dắt cha na cú sa la chít tá mở ngoặc quý bà ca cú sa la chít tá kí ri gia chít tá có bốn chi tứ phỉ lạc định quý cha ra bì tí su khá ê cách cái ta. À, tâm thiện tam thiền ta ti dắt trà na cú sa la chít tá mở ngoặc quý bà cá cú sa la chít tá kí ri gia chít tá có ba chi phỉ lạc định bi tí su khá ê cách gá ta. Bốn, tâm thiện tứ thiền chá tốt thách trà na cú sa la chít tá mở ngoặc ha quý bà cá cú sa la chít tá kí ri gia chít tá có hai chi lạc xuất khá cách cái ta. Số năm, tâm thiện ngũ thiền
Bình chất trà na cú sá lá chít tá. Mở ngoặc hả? Quý bà các như đi giá chít tá. Có hai chi? Định, trả và định. U bách ca, ê cách giá ta. À, tức là những cái năm tâm vậy thôi. Nhưng mà trong đó là mình đã đọc luôn cái phần tâm quả và tâm di tác luôn. À, gom gọn cho nó dễ. Mình đọc coi như được lượt 15 tâm. Tại vì nó giống nhau hết. Vậy chứ không có gì nói cái tâm quả thiện và tâm di tác. Đó là những điều như vậy. Quý vị nắm được không ạ? Nắm được cái ý nào không ạ? Nắm được, mời quý vị lên đọc nha, tập đọc nha. Ok. Rồi, xin mời quý vị nha. Dạ, dạ nghe được chưa chị Nguyễn Trang? Dạ, con xin đọc trước. Con thành kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Dạ, con kính lễ ngài Trí Đức, con kính lễ quý bà, quý cô tôn nữ, kính lễ cô tôn nữ Thùy Duyên, con kính lễ thầy Kinh và kính chào đạo tràng. Dạ, tâm đáo đại Mahat Gatachitta có hai nhóm loại: tâm sắc giới ru bao bao quá cha ra chi đó, hoặc lâu cái đặt chậm luôn, tâm vô sắc giới á ru bao quá cha ra chi ta. Ủa, nó không có những lờ sâu không chị? Tâm sắc giới ru ba quá chá ra chích tá có ba nhóm. Một, tâm thiện sắc giới ru ba quá chá ra cú xá lá chích tá. Hai, tâm quả thiện sắc giới ru bá quá chá rá quý bà cá cú xá lá chít tá. Ba, tâm duy tác sắc giới ru bá quá chá rá ký rí giá chít tá có năm loại tâm. Một, tâm thiện sơ thiền bá thá mát cha ná cú xá lá chít tá, mở ngoặc quý bà cá cú xá lá chít tá ký rí giá chít tá có năm chi: tầm tứ phỉ lạc định quý tất cá quý cha rá bi tí su khá ê cắt gá ta. Hai, tâm nhị thiền đú tí dắt cha ná cú xá lá chích tá, mở ngoặc quý ba cú xá lá chích tá ký rí giá chích tá có bốn chi: tứ phỉ lạc định quý cha rá bi tí số khác ê cát gá ta. Ba, thiện tam thiền tá tí dắt cha ná cú xá lá chích tá, mở mạch ý ba các cú xá lá chích tá ký rí giá chích tá có ba chi: phỉ lạc định bí ti tú khá ê các gá tá gá ta lộn con được lộn. Bốn, tâm thiện tứ thiền chá tút thấp cha ná cú xá lá chích tá, mở mạch quý ba
Kakusala Chitta, Kiriya Chitta có hai chi là định, Sukha, Ekagata. Năm tâm thiện ngũ thiền, banh chát chanh, banh chát cha, ná cú xá lá chít tá, mở ngoặc ví ba, cá cú xá lá chít tá, ký rí giá chít tá, có hai chi, xả định bích kha, ê cách gá ta. Dạ con đã đọc bài xong. Dạ con cảm ơn thầy cho được 7 điểm. Dạ thưa con Châu Nguyễn ạ, dạ con kính đảnh lễ Sư Trí Đức, con kính đảnh lễ cô Tu Nữ Tuệ Duyên, con kính chào thầy kinh, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con xin phép con được đọc bài ạ. Tam Đáo Đại Maha Gatachitta có hai nhóm loại. Một, tâm sắc giới, rupa vachara citta. Hai, tâm vô sắc giới, arupa vachara citta. Tâm sắc giới, rupa vachara citta có ba nhóm. Một, tâm thiện sắc giới, rupa vachara kusala citta. Hai, tâm quả thiện sắc giới, rupa vachara vipaka kusala citta. Ba, tâm duy tác sắc giới, rupa vachara kiriya citta có năm loại tâm. Một, tâm thiện sơ thiền, pathama hana kusala citta, vipaka kusala citta, kiriya citta có năm chi: tầm, tứ, phỉ, lạc, định. Vitaka, vichara, piti, sukha, ekagata. Hai, tâm thiện nhị thiền, dutiya hana kusala citta, vipaka kusala citta, kiriya citta có bốn chi: tứ, phỉ, lạc, định, là vichara, piti, sukha, ekagata. Ta. Ba, tâm thiện tham thiền, tatiya hana kusala citta, upakusala phạt định, piti sukha ekagata. Bốn, tâm thiện tứ thiền, chattutha hana kusala citta, vipaka kusala citta, kiriya citta có hai chi: lạc định, là sukha và
Ekagata. 5. Tâm thiện ngũ thiền. Panchahana kusala citta, vipaka kusala citta, kiriya citta, có hai chi, xả, định, là upekkha và ekagata. Dạ thưa con đã đọc xong, con có sai, con nhờ thầy dạy giùm con. Dạ con xin xuống mic ạ. Nam mô Bụt Tha Dạ. Nam mô Tham Ma Dạ. Nam mô Sang Kha Dạ. Dạ con kính đảnh lễ sư trí đức, con kính đảnh lễ cô tu nữ Tuệ Duyên, con kính chào thầy kinh cùng toàn thể đạo tràng. Dạ con xin được đọc ạ. Tâm đáo đại Maha Gata Chitta có hai nhóm loại, một tâm sắc giới Rupa Quá Rupa quá chá ra chích tá, hai tâm vô sắc giới Arupa quá chá ra chích tá, tâm sắc giới Rupa quá chá ra chích tá có ba nhóm loại, một tâm thiện sắc giới Rupa quá chá ra cú xá lá chích tá, hai tâm quả thiện sắc giới Rupa quá chá ra quý bà cá cú xá lá chích tá, ba tâm di tắc giới ru bà quá chá rá ký lý giá tá có năm loại tâm, một tâm thiện sơ thiền ba thá mách trà ná cú xá lá chích tá quý bà cú xá lá chích tá ký lý giá chích tá có năm chi tầm tứ phỉ lạc định quý tắc cá quý trà rá kỳ tí su khá ê cá gá tà, hai tâm thiện nhị thiền đú tí giá trà ná cú xá lá chích tá quý bà cú xá lá chích tá ký lý giá chích tá có năm có bốn chi tứ phỉ lạc định quý trà rá kỳ tí su khá ê cá gá tà, ba tâm thiện tam thiền tá tí giá trà ná cú xá lá chích tá quý bà cá cú xá lá chích tá ký lý giá chích tá có ba chi phỉ lạc định tì tí xú khá ê cá gát ta, bốn tâm thiện tứ thiền chát tút thá trà ná cú xá lá chích tá quý bà cá cú xá lá chích tá ký lý giá chích tá có hai chi lạc định xú khá ê cá gát ta, năm tâm thiện ngũ thiền bàn chá trà ná cú xá lá chích tá quý bà cá cú xá lá chích tá ký lý giá chích tá có hai chi xả định upekkha ê cá gát ta. Dạ con đã đọc xong ạ, con đọc sai xin thầy sửa giùm con ạ, con xin xuống mất. Alo. Alo. Cảm ơn Trung Nguyễn, cảm ơn Liên Hòa. Dạ, Nam mô Bụt Tha Lá, Nam mô Tham Ma Lá, Nam mô Sang Kha Lá. Dạ, con kính hành lễ Thượng Tọa Trí Đức cùng chư Tôn Đức Phật. Con kính chào cái cô tu nữ, kính chào chú kinh cùng tất cả các cô chú trong đạo tràng. Dạ con xin phép đọc, và không biết con có đọc lỗi không, cái chữ nó nhỏ tí tí à.
mắt thì đeo kính mắt 2 phẩy đây mà nhìn chữ nhỏ ti ti, con đẩy chữ nên con đọc. Alo, có phải chữ từ cái chỗ tâm đáo đại có 2 nhóm không? Dạ, con xin hỏi đạo tràng. Con vừa ở ngoài, con vô. Dạ, cảm ơn hạnh duyên. Dạ, con xin sám hối với đạo tràng. Làm mất thì giờ của đạo tràng, dạ con xin đọc ạ. Tâm đáo đại má há gát tá chít tá có 2 nhóm loại. Một, tâm sắc giới du bá quá chá giá chít tá. 2, tâm vô sắc giới á du bá quá chá giá chít tá. Tâm sắc giới dù bá quá chá giá chít tá có 3 nhóm. 1, tâm thiện sắc giới dù bá quá chá giá cú xá lá chít tá. 2, tâm quả thiện sắc giới dù bá quá chá giá quý tá cá cú xá lá chít tá. 3, tâm duy tác sắc giới dù bá quá chá giá ký dí giá chít tá có 5 loại tâm. 1, tâm thiện sơ thiền bá giá má cha lá cú xá lá chít tá quýt ba cá cú xá lá chít tá ký dí giá chít tá có 5 chi tầm tứ phỉ nạp định quý tất cả quý cha giá pi tí su khá e e ca cá gá ta. 2, tâm thiện nhị thiền đút tí giá cha ná cú sa lá chít tá bíp ta cú bíp ta cá cú sá lá chít tá ký dí giá chít tá có 4 chi tứ phỉ nạc hỉ quý cha giá pi tít su khá e gát tá. À, 3, tâm thiện tam thiền tá tít giá chan lá cú xá lá chít tá quýt bá quýt quýt bá quýt ba cá cú xá lá chít tá ký dí giá chít tá có 3 chi phỉ nạc định pi tí su khá e cá gát ta. 4, tâm thiện tứ thiền chá tốt thát cha lá cú san lá chít tá quý ta cá cú xá lá chít tá ký ký dí giá chít tá có 2 chi nạp định xú khá ê cá gá tá. 5, tâm thiện ngũ thiền băn
cha pancha athana ku sala citta vipaka ku sala citta kizira citta có hai chi xả định upekkha ekagata. Dạ con thấy đã hết ạ. Dạ. Thầy. Dạ con kính cảm ơn thầy. Dạ con đọc sai chỗ nào kính xin quý sư và thầy kinh chỉ dùng con ạ. Làm mộ giá con xin xuống mic ạ. Dạ alo, đạo tràng nghe rõ không ạ? Dạ cho biết tiếng Nam mô Bất Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni, kính chào quý anh chị trong đạo tràng, kính chào thầy kinh. Đọc bài Tâm Đáo Đại. Má Há Gắt Tá Chít Tá có hai nhóm loại. Thứ nhất, tâm sắc giới rù bá quá chá rá chích tá. Thứ hai, tâm vô sắc giới á rù bá quá chá rá chích tá. Tâm sắc giới rù bá quá chá rá chích tá có ba nhóm. Thứ nhất, sắc giới rù bá quá chá rá cú sa lá chích tá. Thứ hai, tâm quả thiện sắc giới rù bá chá quá rá quá chá rá ví bà cá cú sa lá chích tá. Thứ ba, tâm di tác sắc giới rù bá quá chá rá khí ri giá chích tá có năm loại tâm. Thứ nhất, tâm thiện sơ thiền bát thá mát trà ná cú sa lá chích tá quý bà cá cú sa lá chích tá khí ri giá chích tá có năm chi: tầm, tứ, phỉ, lạc, định, vi tách cá, vi trà rá, vi tí, su khá, ê cắt gá tà. Thứ hai, tâm thiện nhị thiền đú tí chát trà ná cú sa lá chích tá quý bà cá cú sa lá chích tá khí rí giá chích tá có bốn chi: tứ, phỉ, lạc, định, quý trà rá, quý tí, su khá, ê cắt gá tá. Ekagata. Thứ ba, tâm thiện tam thiền tá tí giá trà ná cú sa lá chích tá vi bà cá cú sa lá chích tá khi đi giá chích tá có ba chi: phỉ, lạc, định, bi tí, xúc khá, ekagata. Bốn, tâm thiện tứ thiền chatuttha jhana kusala citta vipaka kusala citta kiriya citta có hai chi: lạc định, sukha, ekagata. Thứ năm, tâm thiện ngũ thiền panchahana kusala citta vipaka kusala citta kiriya citta có hai chi: xả định, upekkha, ekagata. Dạ con đã đọc bài xong, có gì sai xin huynh sửa cho, xin gửi mic lại cho đạo tràng.
Nam Mô Bích Thay giá. Dạ con Nguyên Trang. Dạ trước hết con kính đảnh lễ ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Dạ con kính đảnh lễ Sư Trí Đức. Con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni. Kính chào Đạo Tràng. Dạ con kính chào Chú Kinh. Dạ cảm ơn Xích Liên Hoa, Châu Nguyễn đã cho Nguyên Trang biết được tín hiệu. Trời giờ con buồn ngủ quá. Đến giờ đi ngủ bên Việt Nam. Dạ con để con ráng con đọc. Dạ. Không điểm con vậy leo xuống con khỏi đọc mà. Dạ con xin đọc bài ạ. Tâm Đáo Đại. Mahat Gatachitta có hai nhóm loại. Một, tâm sắc giới. Rupavacharachitta. Hai, tâm vô sắc giới. Arupavacharachitta. Tâm sắc giới. Rupavacharachitta có ba nhóm. Một, tâm thiện sắc giới. Rupavacharakusalachitta. Hai, tâm quả thiện sắc giới. Rupavacharavipakusalachitta. Ba, tâm duy tác sắc giới. Rupavacharakiriyachitta có năm loại tâm. Một, tâm thiện sơ thiền. Pathamaccha nakusalachitta. Vipa kusalachitta. Kiriyachitta có năm chi: tầm, tứ, vĩ, lạc, định. Vitakka, vichara, bi tí, sukha, ekakkata. Hai, tâm thiện nhị thiền. Dutiyaccha na kusalachitta, vipa kakusalachitta, kiriyachitta có bốn chi: tứ, vĩ, lạc, định. Vichara, bi tí, sukha, ekakkata, no, ekakkata. Ba, tâm thiện tam thiền. Tatiyaccha na kusalachitta, vipakakusalachitta, kiriyachitta có ba chi: vĩ, lạc, định. Bi tí, sukha, ekagata. Bốn, tâm thiện tứ thiền. Chatuthachana kusalachitta, vipakakusalachitta, kiriyachitta có hai chi: lạc định, sukha, ekakkata. Năm, tâm thiện ngũ thiền. Panchaccha nakusalachitta, vipakakusalachitta, kiriyachitta có hai chi: xả định, upekkha, ekakkata. Dạ con đã đọc xong. Dạ con có đọc sai, kính mong chú sửa. Dạ con xin xuống mít ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, mình ta cũng xin đọc bài. Dạ, cảm ơn Châu Nguyễn cho biết tín hiệu nghe rõ.
Dạ, âm đáo đại má hát giá ta chích ta có hai nhóm loại. Nhóm thứ nhất tâm sắc giới ru bá quá cha ra chích ta. Nhóm thứ hai tâm vô sắc giới á ru bá quá cha ra chích ta. Nhóm thứ ba tâm sắc giới ru bá quá cha ra chích ta có ba nhóm. Thứ nhất tâm thiện sắc giới ru bá quá cha ra cú sa la chích ta. Thứ hai tâm quả thiện sắc giới ru bá quá cha ra quý bà ca cú sa la chích ta. Ba tâm duy tác sắc giới ru bá quá cha ra ký giá chích ta. Năm loại tâm. Thứ nhất tâm thiện sơ thiện bá tha ma cha na cú sa la chích ta quý bà ca cú sa la chích ta ký ri giá chích ta có năm chi tầm tứ phỉ lạc định quý tắc ca quý trà ra bi tí xú khá ê cắt gá ta. Thứ hai tâm thiện nhị thiện đú tí giặc trà ná cú sa la chích ta quý bà cá cú sa la chích ta ký ri giá chích ta có bốn chi tứ phỉ lạc định quý cha ra bi tí xú khá ê cắt gá ta. Thứ ba tâm thiện tam thiện tá tí dắt cha ná cú sa la chích ta quý bà cá cú sa la chích ta ký ri giá chích ta có ba chi phỉ lạc định bi tí xú khá ê cắt gá ta. Thứ tư tâm thiện tứ thiện chá tút thắt cha ná cú sa la chích ta quý bà ca cú sa la chích ta ký ri giá chích ta có hai chi lạc định xú khá ê cắt gá ta. Thứ năm tâm thiện ngũ thiện banh chát cha ná cú sa la chích ta quý bà cá cú sa la chích ta ký ri giá chích ta có hai chi xả định ú bích kha ê cắt gá ta. Dạ, mà ta xin nhận mịch lại cho người khác. Sa thủ hôm nay quý vị tuyệt vời ha. À, đầu tiên là xích Phú Biển, rồi xích Châu Nguyễn, xích Liên Hoa. Hôm nay xích Liên Hoa đưa bài vở đây rất là rõ nhưng mà chữ nhỏ quá. Xích Liên Hoa chữ lớn một tí nữa là số 1 ha, chữ hơi nhỏ lo chép bài cho nên hơi chậm một tí, mong quý vị thông cảm. Rồi bây giờ xin phép được đọc ha, quý vị đọc rồi bây giờ chúng tôi đọc lại ha. Rồi
Xích Liên Hoa đã đưa bài lên, vậy bây giờ chúng tôi cứ y cứ theo Xích Liên Hoa mà đọc ha. Tâm đấu đại Mahagata Chitta có hai nhóm loại. Kinh Melinda A, phim trưởng Hi Hi. Một, tâm sắc giới Rūpavacara Chitta. Hai, tâm vô sắc giới Arūpavacara Chitta. Tâm sắc giới Rūpavacara Chitta có ba nhóm. Một, tâm thiện sắc giới Rūpavacara Kusala Chitta. Hai, tâm quả thiện sắc giới Rūpavacara Vibhāga Kusala Chitta. Ba, tâm duy tác sắc giới Rūpavacara Kiriya Chitta có năm loại tâm. Một, tâm thiện sơ thiền Bhatthamacchana Kusala Chitta Vibhāga Kusala Chitta Kiriya Chitta có năm chi. Tâm Vitakka Tứ Vichara Phỉ Phi Tí Lạc Sukha Định Ekaggata. Hai, tâm thiện nhị thiền Dutichana Kusala Chitta Vibhāga Kusala Chitta Kiriya Chitta có bốn chi. Tứ Vichara Phỉ Kỳ Tí Lạc Sukha Định Ekaggata. Ba, tâm thiện tam thiền Tatiyacchana Kusala Chitta Vibhāga Kusala Chitta Kiriya Chitta có ba chi. Phỉ Pi Tí Lạc Sukha Định Ekaggata. Bốn, tâm thiện tứ thiền Chatuthacchana Kusala Chitta Vibhāga Kusala Chitta Kiriya Chitta có hai chi. Lạc Sukha Định Ekaggata. Năm, tâm thiện ngũ thiền Panchacchana Kusala Chitta Vibhāga Kusala Chitta Kiriya Chitta có hai chi. Xả Upekkha Định Ekaggata. Rồi, như vậy là hết rồi ha. Rồi, xin báo cáo. Dạ, con xin chào các sư, chào huynh kinh. Con cũng vô, con thấy sư trả bài, con cũng phải trả bài luôn. Có được không? Cho tín hiệu đi, có welcome không? Ok, khỏi cần đưa bài lên, mình biết rồi, đừng đưa bài lên nhiều lắm, ok. Về tâm, huynh kinh ơi, tại vì lúc mà huynh kinh tâm nhị thiền sơ thiền á, thì huynh kinh để là ở dưới đó, nhưng mà mình đọc lại cho được ha. Ok. Tâm đáo đại nó gồm có hai loại, Mahagata Sita có hai nhóm, gồm có tâm sắc giới Rūpavacara Sita và tâm vô sắc giới Arūpavacara Sita. Tâm sắc giới Rūpavacara Sita gồm có ba nhóm, tâm thiện sắc giới. Chuyện gì trời, sao có nghe tiếng gì? Tâm thiện sắc giới Rūpavacara Kusala Citta, tâm quả thiện sắc giới Rūpavacara Vihaka Kusala Citta, tâm di tác sắc giới Rūpavacara Kiriya Citta. Nó gồm có năm loại tâm. Cái năm loại tâm này lúc mà huynh biên cho nó tứ vậy, bây giờ tôi đọc luôn nguyên một dọc ha. Chẳng hạn tâm thiện sơ thiền, tôi đọc là Vitakkha, nó gồm có tầm tứ phỉ lạc định, thì phải đọc đúng ra nguyên của nó. Vitakkha Vichara Piti Sukha Ekaggata Pathamacchana Kusala Citta Susala Citta, đó là tâm quả. Bây giờ tới tâm di tác là phải đọc Vitakkha Vichara
thì thác tha ma cha na khu sa la ti ri ya si ta. Đọc vậy huynh cho dấu hiệu đi ha, tại mình học nó mình đọc giống vậy, còn huynh để nó tóm tắt vậy, nhiều khi người ta đọc người ta hiểu giống vậy, nhưng vui là đọc liên tục nó có câu giống vậy. Nếu có gì huynh không đồng ý huynh nói ha. Cái tầng nhóm tâm thứ hai là tâm thiện nhị thiền, gồm có bốn chi tứ phỉ lạc định, ta đọc là ví cha ra phi tí xuất khá e khá cát ta đu tí già na đu tí già na na khu sa la vì phà khá khu sa la si ta. Và cái về tâm di tác thì cũng đọc giống vậy, ví cha ra phi tí xuất khá e khá cát ta đu tí già na na khu sa la Kiriya Sita. Cái nhóm thứ ba là tâm thiện tam thiền, thì cũng đọc nó có ba chi phỉ lạc định, thì đọc là Piti Sukha Ekagata Tati Chanaya Kusala Vipaka Kusala Sita. Đắc thì cũng đọc Piti Sukha Ekagata ta tapi khu sa la khi đi giá xí ta. Và bên tâm thiện tứ thiền thì cũng nó gồm có hai loại tâm quả và tâm di tác đó. Tâm quả là vi khá vi pha khá khu sa la xí ta, và tâm di tác là khi đi giá xí ta, thì cũng đọc giống su khá, tại nó hai cái chi lạc và định, thì đọc là su khá e khá gá ta cha thú tha già na khu sa la vì phà khá khu sa la si ta. Và quá tâm di tác thì cũng đọc su khá e khá gác ta cha thú tha na và khu sa la ki ri ya si ta. Và cái nhóm thứ năm là tâm thiền, cũng gồm hai nhóm tâm quả và tâm di tác, và nó chỉ có hai chi là xả và định, thì tôi đọc là upekha ekagata pancha jana kusala vipakha kusala sita. Và cái tâm di tác nó cũng đọc giống vậy, upekha ekagata pancha jana kusala kiriya sita. Dạ, trả bài xong rồi, xin cảm ơn ha, có gì xin cho ý kiến, trả máy lại cho quý vị ha. Bây giờ thì ngoài biết sao nữa. Rồi bây giờ rồi biết. Nam mô Sang Khai chính tịnh đức giáo chư tăng.
kinh Minh Lễ ngày thì cùng cho và để thanh tự nhiên rõ hơn là xin Hoa có nghe rõ. Bây giờ là mình đặt bài là tâm. Dạ cảm ơn. Dạ bây giờ để duyên xin có hạt nhau 1 2 3 4 để Lý đọc lại. Điện hoa ru chakra chitta 2 tâm vô bá quát chát tác chích có ba đúng rồi Tế Hoài. Bây giờ 1 2 bài lên ở bốn đi đạo tràng có nghe rõ chưa ạ? Không ai trả lời hết làm sao biết nghe rõ hả? Rồi bây giờ để Yên xin bài ha. Bên ta thì là dạ cảm ơn. Và bây giờ để Yên nha, xin đọc là 1 tâm thiện sắc giới. Tâm thiện sắc giới. Tu bá quá xá ra cú xá la chít tá. Tu bá quá xá ra cú xá la chít tá. 2 tâm quả thiện sắc giới. Ru bá quá ra, ru bá quá ra, ru bá quá ra, không phải, ru bá quá ra, ru bá quá chá ra, ni bà cá, ni bà cá cú sa la chít ta, tẹo lưỡi chút. Câu số 3, tâm di tác sắc giới, ru bá quá chara iriya chitta có 5 loại tâm. 1 tâm thiện sơ thiền bathama chana kusala chitta vipaka kusala chitta iriya chitta có 5 tâm tướng phỉ lạc định mitaka chara viti sukha ekata. 2 tâm thiện nhị thiền dutiya cha kusala citta vipaka kusita kiriya citta có 4 chi tứ phỉ định
vichara viti sukha ekagata. Ba, tâm thiện tam thiền tatiya jana kusala citta vipaka kusala citta citta kỳ phỉ lạc định vị tí sukha ekagata. Bốn, thiện tư thiền chatuttha jana kusala citta vipaka kusala citta kiriya citta, có hai chi là định sukha ekagata. Năm, tâm thiện ngũ thiền panchana kusala citta vipaka kusala citta kiriya citta, có hai chi xả định kha ekagata. Chắc hết bài rồi. Dạ cảm ơn thầy. Dạ bây giờ tự nhiên đã trả bài xong, bây giờ tự nhiên xin xuống hết ạ. Dạ, con kính đảnh lễ ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Sư Trí Đức. Con kính lễ cô tu nữ Tề Duyên. Con kính chào chú Kinh. Dạ, con kính chào đạo tràng. Sau đây con xin trả bài tâm đáo đại Mahatgata Chitta có hai nhóm loại. Tâm sắc giới rūpa-vacchara-citta, hai tâm vô sắc giới arūpa-vacchara-citta, tâm sắc giới rūpa-vacchara-citta có ba nhóm. Một, tâm thiện sắc giới rūpa-vacchara-kusala-citta. Hai, tâm quả thiện sắc giới rūpa-vacchara-vipāka-kusala-citta. Ba, tâm di tác sắc giới rūpa-vacchara-kiriya-citta. Có năm loại tâm. Một, tâm thiện sơ thiền Bathamachana-kusala-citta, Vipaka-kusala-citta, Kiriya-citta, có năm chi: tầm, tứ, phỉ, lạc, định, Vitakka, Vichara, Viti, Sukha, Ekagata.
2. Tâm thiện nhị thiền. Dutiya, dutiya chana kusala citta. Quý bà ca kusala citta. Kiriya citta. Có 4 chi: tứ, phỉ, lạc, định. Quý chà ra, đi tí, su khá, ê cách gắt à. 3. Tâm thiện, tam thiền. Tá tí giác chà ná, cú sá lá chích tá. Quý bà cá cú sá lá chích tá. Kí ri giá chích tá. Có 3 chi: phỉ, lạc, định. Đi tí, su khá, ê cách gắt à. 4. Tâm thiện tứ thiền. Chắc tút thá cha ná cú sá lá chích tá. Quý bà cá cú sá lá chích tá. Kí ri giá chích tá. Có 2 chi: lạc, định. Su khá, ê khách gá tà. 5. Tâm thiện ngũ thiền. Bành chá cha ná cú sá lá chích tá. Quý bà cá cú sá lá chích tá. Kí ri giá chích tá có 2 chi: xả, định, ấp bếch kha, e cách gá ta. Dạ con đọc sai xong, có sai chút sửa Nam mô Bụt Thầy á. Ok, xa thứ. Bài mới mà quý vị đọc coi như cũng khá, cũng gần được tốt rồi. Lần sau nữa là chắc trôi chảy hơn. Ok. Rồi, giờ chúng ta đã đọc xong phần Pali của cái bài Tâm Đáo Đại ha. Giờ mình còn cái đuôi phần chót của cái phần Tâm Di Tác Dục Giới Tịnh Hảo. Mình học luôn cái phần chót nữa là xong, nhưng mà bài phần đó thì nó ngắn thôi. Rồi giờ chúng ta học về tâm, học lại phần tâm di tác dụng giới tình hảo ha. Maha kiriya kama vachara citta, tâm dụng giới tình hảo cũng có 8 tâm giống như những cái tâm kia nãy đọc rồi ha. Rồi trong cái chữ maha kiriya, chữ maha là đại, là mình biết là lớn, là đại. Kiriya là hành động mà không có kết quả của hành động đó thì được gọi là kiến giác. Thì có chỗ người ta kêu là di tác, kêu là kiến giác, là tâm mà có cái sự hoạt động mà không có cho là kết quả thì được gọi là kiến giác, hay là gọi là tâm di tác. Thì chúng ta được biết những cái tâm di tác này thì chỉ đặc biệt là chỉ có như trong bậc thánh A La Hán thôi, phàm nhân mình với là những bậc thánh hữu học thì không có, cho nên được gọi là tâm ký giá, là ý nghĩa nó như vậy. Rồi bây giờ chúng ta ghi nhận vấn đề ha. Thứ nhất gạch đầu dòng cái đi, ghi nhận gạch đầu dòng cái
kiên nhẫn, dòng gạch đầu dòng thuộc vô ký tánh, xuống dòng gạch đầu dòng thuộc vô ký tánh. À, tức là cái tâm di tác này nó thuộc về vô ký, tức là nó không phải là thiện hay là không phải là bất thiện, nó thuộc về vô ký tánh. Tức là nó không có để lại hậu quả của cái hành động đó, thì được gọi là di tác hay là thuộc về vô ký tánh. Đó là như vậy. Rồi, xuống dòng gạch đầu dòng. Ba nhân tương ưng. Ba nhân tương ưng, vô tham, vô sân, vô si, thuộc vô ký nhân. À, mình phải biết rõ ràng ba nhân tương ưng với những cái tâm di tác rồi đó. Là thuộc vô ký nhân. Ba nhân tương ưng, vô tham, vô sân, vô si, thuộc vô ký nhân. Hai nhân cũng là vô ký nhân, ba nhân cũng là vô ký nhân. Thì ba nhân tương ưng, vô tham, vô sân, vô si, thuộc vô ký nhân. Rồi, xuống dòng. Cạnh đầu dòng. Là chỉ có với bậc A-la-hán, chỉ có với bậc A-la-hán tức là chỉ có mặt với những cái vị mà đã đắc A-la-hán rồi mới có tâm di tác này thôi, còn ngoài ra không có. Rồi xuống dòng gạch đầu dòng nha. Chỉ có mặt, có mặt trong 26 cõi, có mặt trong 26 cõi, mở ngoặc trừ bốn cõi khổ và cõi vô tưởng. Mở ngoặc trừ bốn cõi khổ và cõi vô tưởng. Chỉ có mặt trong 26 cõi, trừ bốn cõi khổ và cõi vô tưởng. Tâm di tác chỉ có mặt trong 26 cõi thôi. Trừ cõi bốn cõi khổ, tức là súc sanh, ngạ quỷ, A-tu-la, địa ngục là không có. Cõi vô tưởng, tức là cõi không có tâm, thì cũng không có luôn. Thì ra 31 cõi thì có mặt trong 26 cõi, trừ 4 cõi khổ và cõi vô tưởng. Rồi, cái dòng. Đối với ba thời, quá khứ, hiện tại, vị lai, thì chỉ có trong thời hiện tại. Đối quá khứ, hiện tại, vị lai thì chỉ có trong thời hiện tại ba thời 36 thời dữ trời. Ba thời quá khứ, hiện tại, vị lai thì chỉ có trong thời hiện tại 36 thời là thời tiêu luôn. Tức là bậc thánh A-la-hán này không có trong cái tâm hay di tác này, nó chỉ có trong thời hiện tại, tức là khi một người mà chứng đắc A-la-hán thánh quả rồi đó. Ok, thì chứng đắc A-la-hán rồi đó thì chỉ trong cái thời hiện tại này thôi, rồi xong họ nhập Niết Bàn luôn, những vị thánh nó nhập Niết Bàn luôn, thì không có trong tương lai và không có trong quá khứ. Vậy nếu có trong quá khứ thì nó còn có cái thời hiện tại này là có sự tục sinh là trận. Thành ra tâm di tác này chỉ có trong thời hiện tại, tức là quá khứ, vị lai không có. Rồi, nắm được chưa? Rồi, về thọ thì có hai, hỷ và xả. Về thọ thì có hai, hỷ và xả. Hỷ và xả, đúng rồi. Về uẩn thì có một là thức uẩn. Uẩn có một là thức uẩn. Đúng rồi, tâm di tác này là thuộc về thức uẩn. Năm uẩn là gì quý vị viết thử rồi, liên quan viết thử rồi, uẩn là gì đó. Đúng rồi, sao sắc thọ tưởng hành thức. Thì sắc uẩn thì cũng phải thọ, cũng phải tưởng, cũng phải hành, cũng phải vì thức. Về thức uẩn tức là thuộc về tâm. Rồi, xuống dòng gạch dòng cái phàm cộng ba bậc thánh đầu,
không có tám tâm di tác và cộng ba bậc thánh đầu, hai chấm, không có tám tâm di tác. Cộng ba bậc thánh đầu, cộng như thế giới cộng nha, phàm và dấu cộng vô, ba bậc thánh đầu không có tâm di tác. Rồi như thế giới cộng vô, tao biết mình viết gì. Rồi xuống dòng a la hán, hai chấm, không có tám tâm đại thiện dục giới. A la hán không có tám tâm đại thiện dục giới. Khi bất cứ bậc a la hán người ta làm việc thiện hay làm bất cứ việc công đức gì thì đều sử dụng tâm di tác hết, không có sử dụng tám tâm đại thiện dục giới nữa, không còn nữa, lấy gì sử dụng ha. Rồi dòng a la hán có hợp trí và ly trí, hỷ xả vô trợ hỗ trợ. A la hán có đủ những trường hợp đó ha. A la hán có hợp trí, ly trí, hỷ xả vô trợ hỗ trợ. Rồi đúng rồi đó, ok. Thì những tâm di tác, tâm di tác họ hỷ hợp trí vô trợ, tâm di tác họ hỷ hợp trí hỗ trợ ha, có đầy đủ ha. Hỷ có, xả có, vô trợ hỗ trợ có đầy đủ. Rồi bây giờ mình xuống mình ghi phần chót là gom tâm dục giới tịnh hảo theo tên, gom tâm dục giới tịnh hảo theo tên. Tâm dục giới tịnh hảo theo tên, gom tâm dục giới tịnh hảo theo tên. Tâm giới tịnh hảo là gồm có thiện, tâm quả, tâm di tác ha, dục giới tịnh hảo không. Rồi thứ nhất là giờ ghi 1, 3, 5, 7 mở ngoặc, thiện quả di tác, 1, 3, 5, 7 mở ngoặc, thiện quả di tác, tắt cái chữ đó cũng được, thiện quả di tác bằng tâm dục giới tịnh hảo vô trợ. 1, 3, 5, 7 mở ngoặc, thiện quả di tác bằng tâm dục giới tịnh hảo vô trợ. Tức là tâm thứ nhất, tâm thứ ba, tâm thứ năm, tâm thứ bảy thuộc về vô trợ. Quả hay thiện hay quả hay di tác gì nó cũng giống nhau ha. Rồi xuống dòng 2, 4, 6, 8 bằng tâm dục giới tịnh hảo hữu trợ. Hai bốn sáu tám bằng tâm dục giới tịnh hảo hữu trợ. Rồi dòng 1, 2, 5, 6 tâm dục giới tịnh hảo hợp trí. 1, 2, 5, 6 là thiện quả di tác gì cũng vậy ha, bằng tâm dục giới tịnh hảo hợp trí. Rồi đây 3, 4, 7, 8 bằng tâm dục giới tịnh hảo ly trí. Rồi đúng rồi, xa thấu. Rồi 1, 2, 3, 4 bằng tâm dục giới tịnh hảo thọ hỷ. Rồi 5, 6, 7, 8 bằng tâm dục giới tịnh hảo thọ xả. Rồi, xa thấu. Rồi, 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8 bằng tâm dục giới tịnh hảo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 thiện hiệu quả hay di tác gì vậy? Là tâm dục giới tịnh hảo bằng tâm dục giới tịnh hảo. Rồi, ok. Vậy là phân chia ra vậy là thấy rất là rõ ràng không? Rồi, hiểu không cái gì? Hiểu không? Có dễ hiểu không hay sao? Học rồi dễ mà, qua mấy cái tâm này rồi ha. Ok, xa thôi. Rồi, bây giờ tới sức mạnh, hai chấm, xuống dòng sức mạnh. Rồi, xuống dòng, gạch ra dòng ha. Hợp trí hơn ly trí. Xuống dòng, hỷ hơn xả. Dòng vô trợ hơn hữu trợ. Rồi, đó là sức mạnh đó. Tức là hợp trí thì luôn luôn lúc nào cũng mạnh hơn lý trí. Tòa hỷ luôn luôn lúc nào cũng mạnh hơn tòa xã. Vô trợ luôn luôn là mạnh hơn hữu trợ. Rồi, đó là phân về sức mạnh. Rồi, giờ thêm cái phần gom tâm dục giới theo nhóm tên. Tức là gom toàn bộ tâm dục giới, tức là toàn bộ những gì mà dục giới mình đã học, giờ bắt đầu mình gom lại. Tâm bất thiện, tâm vô nhân, tâm dục giới tình hảo, tức là gom hết tâm dục giới lại, đặt theo ra từng nhóm tên của nó. Gom tâm dục giới theo nhóm tên. Rồi, hai chấm xuống dòng ha. 12 tâm bất thiện. Mười hai tâm bất thiện cộng 24 tâm dục giới. 12 tâm bất thiện cộng 24 tâm dục giới tình hảo. 24 tâm dục giới tình hảo. Bằng tâm dục giới hữu nhân. 12 tâm bất thiện cộng 24 tâm dục giới tịnh hảo bằng tâm dục giới hữu nhân. Đúng rồi. À, 12 tâm bất thiện là thuộc về tâm hữu nhân, tức là tâm có nhân đồng sanh chung. À, tham, sân hay là si nó đồng sanh chung ha. Rồi 24 tâm dục giới tịnh hảo cũng có ba nhân đồng sanh chung, vô tham, vô sân, vô si. Thì như vậy 12 tâm bất thiện cộng 24 tâm dục giới tịnh hảo thì bằng tâm dục giới hữu nhân. À, tức là những cái tâm dục giới có nhân đồng sanh với đó. Rồi, được không? Rồi, tiếp. 7 tâm quả bất thiện vô nhân. 7 tâm quả bất thiện vô nhân cộng 8 tâm quả thiện vô nhân. Cộng 8 tâm quả thiện dục giới hữu nhân. Bảy tâm quả bất thiện vô nhân cộng 8 tâm quả thiện vô nhân cộng 8 tâm quả thiện dục giới hữu nhân bằng tâm quả dục giới. À, thì tất cả những cái tâm này gom lại được gọi là tâm quả dục giới. 7 tâm quả bất thiện vô nhân cộng 8 tâm quả thiện vô nhân cộng 8 tâm quả thiện dục giới nhân bằng tâm quả dục giới. Đúng chưa? Bởi vì tất cả những loại tâm này thuộc về tâm hệ quả hết. Nó thuộc về hệ quả thì được gọi là tâm quả dục giới. Nằm trong nhóm dục giới ha. Được chưa? Rồi. 7 tâm quả bất thiện vô nhân cộng 8 tâm quả thiện vô nhân bằng tâm quả vô nhân.
7 tâm quả bất thiện vô nhân cộng 8 tâm quả thiện vô nhân bằng tâm quả vô nhân. Đúng rồi, xa hơn 7 tâm quả bất thiện cộng 8 tâm quả thiện vô nhân thì gom lại là 15 tâm, gọi là tâm quả vô nhân. Rồi 18 tâm vô nhân cộng 12 tâm bất thiện bằng tâm dục giới vô tịnh hảo. 18 tâm vô nhân cộng 12 tâm bất thiện gom lại là bằng tâm dục giới vô tịnh hảo. Đúng rồi, xà thủ thì tâm vô nhân với tâm bất thiện, hai nhóm này gom lại được gọi là tâm dục giới. Nó dục nhóm dục giới ha, là nó vô tịnh hảo, tức là nó không phải là tịnh hảo, thì được gọi là tâm dục giới vô tịnh hảo. Rồi xuống dòng 12 tâm bất thiện cộng 18 tâm vô nhân cộng 24 tâm dục giới tịnh hảo bằng tâm dục giới. 12 tâm bất thiện cộng 18 tâm vô nhân cộng 24 tâm dục giới tịnh hảo bằng tâm dục giới. Rồi xa thấu, xa thấu. Thì đó, giờ 12 tâm bất thiện gom với chung như 18 tâm vô nhân với 24 tâm dục giới tịnh hảo gom chung là hết nguyên một khối đó thì trở thành là tâm dục giới. Đúng chưa? Rồi xuyên dòng ha. Một, tính nguyên tâm dục giới luôn nha, tức là tính từ trên tâm tham tâm bất thiện đi xuống luôn hết nha. 1 3 5 7 9 11 12 cộng 1 3 5 7 tâm dục giới tịnh hảo bằng vô trợ. 1 3 5 7 9 11 12 1 3 5 7 tâm dục giới tịnh hảo bằng vô trợ. Đúng rồi, xa thôi, xa thôi. Rồi 1 3 5 7 9 1 3 5 7 nữa ha. 1 là tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ. 3 một là tâm tham thọ hỷ ly tà vô trợ. 5 thì tâm tham thọ xả hợp tà vô trợ. 7 tâm tham thọ xả ly tà vô trợ. Thì 4 cái đầu 1 3 5 7 này thuộc về vô trợ rồi không. Rồi 9 chính là gì? Chính là tâm sân họ ưu hợp phấn vô trợ. Đúng chưa? Rồi 11, 12 là tâm si thọ xả hoài nghi, tâm si thọ xả phóng dật là 11, 12. Rồi cộng với 1, 3, 5, 7 tâm dục giới tình hảo là tâm thiện thọ hỷ hợp trí vô trợ. Tâm thiện thọ hỷ ly trí hữu trợ, tâm thiện thọ xã hợp trí vô trợ, tâm thiện thọ xã hợp trí thọ xã ly trí vô trợ thì gom lại quả thì thiện quả di đắc chuyện nhẹ gom lại thì 1 3 5 7 9 11 12 cộng 1 3 5 7 thiện quả di đắc của tâm dục giới tình hảo bằng vô trợ. Nắm được nào quý vị, nắm được nào? Có hai cái tâm si nằm vô đó, si thọ xả hoài nghi, tâm si thọ xả phóng dật thì nó thuộc về vô trợ luôn chứ nó không phải là hữu trợ. Thì là gom chung vô luôn, thuộc về vô trợ. Rồi tiếp theo không, tiếp theo được không, còn chút nữa nè. 2 4 6 8 10 cộng 2 4 6 8 dục giới tịnh hảo bằng hữu trợ.
2, 4, 6, 8, 10 cộng 2, 4, 6, 8 trục giới tình hảo bằng hữu trợ. Đúng rồi, sở hữu 2, 4, 6, 8, 10. 2 là tâm tham, 4 là tâm tham vô trợ, hữu trợ. 8, 6, 8 cũng là hữu trợ. 10 là tâm sân, hữu trợ. Đúng rồi, 2, 4, 6, 8 của tâm dục giới tình hảo, thiện quả di tác cũng là hữu trợ. Thì gom lại 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8 bằng hữu trợ. Rồi á, dễ đâu có gì ha. Rồi xuống dòng 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tham. Cộng 1, 2, 3, 4. Tâm dục với tình hảo. Bằng. Hỷ. 1, 2, 3, 4. Tham. Cộng 1, 2, 3, 4. Dục với tình hảo. Bằng. Hỷ. Đoàn thể, đúng rồi, đó là 1, 2, 3, 4 tâm tham, 4 tâm tham đầu là 4 tâm tham toàn hỷ. 1, 2, 3, 4 tâm dục giới tình hảo cũng là toàn hỷ. Gồm lại là toàn hỷ ha. Rồi, 5, 6, 7, 8, 11, 12, cộng 14, 14 xã vô nhân, cộng 5, 6, 7, 8. Dục giới tình hảo bằng xã. Lại nha. 5, 6, 7, 8, 11, 12 cộng 14 tâm xã vô nhân cộng 5, 6, 7, 8 dục giới tình hảo bằng xã. Năm, sáu, bảy, tám. Rồi, đúng rồi. Đó. Bây giờ năm, sáu, bảy, tám là bốn cái tâm tham thọ xã. 11, 12 là hai tâm si. Là cũng thọ xã luôn. À, rồi, tới tâm vô nhân là có 14 tâm thọ xã thôi. À, trừ hai cái tâm thân thức ra. Thân thức thọ khổ không tính. Thân thức thọ lạc không tính, trừ ra. Rồi quan sát thọ xã, quan sát thọ hỷ bỏ ra, ưng cúng vi tiếu thọ hỷ bỏ ra luôn, à, thì còn là 14, à, thì 14 tâm vô nhân, à, thuộc về thọ xã, cộng với 5, 6, 7, 8 dục giới tình hảo thuộc về thọ xã luôn, thì gom tất cả này lại được gọi là thọ xã, được gọi là xã. À, như vậy là chúng ta đã gom lại hết, đặt định danh định hình hết cho tất cả những cái loại tâm thuộc về dục giới. Như vậy là mình đã học xong cái khóa đầu tiên về tâm dục giới, toàn bộ là như là hoàn tất không, như vậy là đã thành tựu cứu cánh giải thoát rồi không, chứng đắc là chứng đắc quả vị dục giới hết rồi, này là rất là xa thứ, xa thứ là chúng ta học coi như là dứt điểm, là từ sau là bắt đầu chúng ta đi vào cảnh giới mới, bước qua một cái cảnh giới về mà cái cảnh giới mà hình như mình chưa, chưa trong đây chắc cũng chưa ai từng ném qua được, nhưng rất là hấp dẫn ngoại ly ha. Lần tới chúng ta sẽ đi vào một cái mới lạ, tạo cho chúng ta những cái cảm giác rất là đặc biệt. Nam mô Bát Tha Giá, xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã học hỏi. Rồi xin nhường mic lại cho MC ha.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sa Kha Dạ. Dạ, con kính cảm ơn Huynh Kinh rất là nhiều đã giảng dạy cho chúng con. Hôm nay là hoàn thành tâm dục giới. Dạ, không biết sư có trong room không? Dạ, có sư ở trong room. Dạ, con xin kính xin dâng mic lại cho sư để sư chúc phúc cho đạo tràng chúng con sau khi học pháp thính pháp. Dạ, như vậy thì trước khi hồi hướng thì con cũng xin sám hối Phật Pháp Tăng. Uttamang ye na wan de hang ba da bang sum varuttamang Utthe yo kalito do so butto kamatu tang ma mang. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là Đấng Chí Tôn Chí Thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang ye na wan de hang thấm mạnh cha đu quy thằng quá rằng thấm mê vô khá li tô đô sô thấm mồ khá ma tu tăng ma măng. Con đem hình kính cúi đầu làm lễ vi trần hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xa tội lỗi ấy cho con. Uttamang ye na wan de hang sang khanh cha du quy đốt ta mang sang khề vô khá li tô đô sô sang khô khá ma tu tăng ma măng. Con đem hết lòng thành kính làm lễ vi trần hai bậc tăng bảo là Phạm Tăng và Thánh Tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xa tội lỗi ấy cho con. Dạ, con xin dâng mic lại cho Ngài để Ngài chúc phúc cho đạo tràng chúng con à. À, Nam Mô Bụt Tha nhé. Dạ, kính thưa quý vị, chắc sư đi ra ngoài rồi, không có trong room rồi. À, thôi, chúng ta cũng đọc bài kinh phúc chúc thế cho sư luôn, để chúng ta hoàn mãn đóng room. Pavatusap tamang galang rakhan tusap ade vata sap babuta lupa we nasada sati pawan tute. Pavatusap tamang galang rakhan tusap ade vata sap patama lupa we nasada sati pawan tute. Pavatusap tamang galang rakhan tusap ade vata sap pasanka lupa we nasada sati pawan tute. Tất cả hạnh phúc hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tinh thành tham bảo, cho được thành tu mãn, cho được thành tu mỹ mãn, cho được thành tu mỹ mãn. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Kha Dạ. Nhờ phước quý báu mà tất cả chúng ta học ở đây, nguyện cho luôn có được một đời sống an vui, hạnh phúc, tấn hóa trên con đường tu học, và luôn có được một cái chánh trí, thành tựu được chánh trí trong ngày vị lai. Và mong rằng tất cả chúng ta dù sanh trong kiếp sống nào cũng luôn được an vui, hạnh phúc, và thoát khỏi những cảnh đau khổ và sớm thành tựu đạo quả niết bàn. Nam Mô Bụt Tha Dạ. Sa thú. Dạ, đạo tràng chúng con kính cảm ơn Huynh Kinh đã giảng dạy cho chúng con về di diệu pháp. Dạ, bây giờ xin mời
cô Trần Đạo hay Thi Lâm gì đó đóng dùm room. Thầy sư không có trong room. Dạ. Thầy xin kính mời ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, không biết cô Trần Đạo có trước máy không? Xin cô đóng dùm rung. Dạ, cảm ơn. Thì An Lạc, dạ, xin...